Và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2021 Phật lịch 2565. Bài học hôm nay giáo trình kinh tương ưng Sanyutta Nikaya. Chương 1 tương ưng chư thiên phẩm quần tiên, bài 2 kinh sang tham Macharisuttang, một miếng khi đói bằng gói khi no, sẽ do thượng tọa Tuệ Quyền giảng dạy. Và mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm niệm lãnh lời Tam Bảo, và chúng con xin kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lời Tam Bảo. Nam mô Bụt Đà Giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chỉ thiền để vân tập xin tùy hỷ, phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thố, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Bài học hôm nay kinh tương ưng Sanyutta Nikaya, chương 1 tương ưng chư thiên phẩm quần tiên, bài 2 kinh sang tham Macharisuttang, một miếng khi đói bằng gói khi no. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Đà Giá. Nam mô Bụt Đà Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Pháp, kính lễ chư thiên văn điện tử Phật. Kính thưa quý vị, chỉ có mỗi một việc là bố thí, một quan niệm của mỗi một người có khác nhau. Như các vị chư thiên khi đến ý kiến Đức Phật thì mỗi vị cũng nói lên cái quan điểm của mình, nhưng tất cả đều cho rằng cái sự bố thí của một người nghèo không có khả năng mà họ dám cho, thì như vậy cái sự bố thí đó nó sẽ có quả báo lớn lao hơn là một người giàu dư ăn dư để rồi đem ra bố thí. Vị thì nói như thế này, vị nói như thế khác. Cuối cùng vị chư thiên đó, có một vị chư thiên hỏi Đức Phật: các quần tiên nói như vậy nó có đúng không? Thì Đức Phật nói: các ngươi nói thì cũng tốt đẹp, nhưng mà hãy nghe ta nói, người này cho biết rằng bố thí mà còn gây tổn hại cho người khác, đem lại cái sự đau khổ nước mắt đầy mặt cho người khác, thì cái sự bố thí đó nó kém xa với cái sự bố thí của một người mặc dù ít nhưng mà họ có giữ giới.
Như vậy nó tóm lại đó, là ở đây quan điểm của Đức Phật là một người bố thí mà có cái tâm từ tâm bi, chẳng những cho vật chất mà còn ban cho họ cái sự an vui về tinh thần nữa. Cái sự an lạc thì cái đó mới là bố thí tốt đẹp. Còn khi mà bố thí mà mình bố thí vì danh vì lợi, dầu cho mình bố thí nhiều tiền của đi nữa, nhưng mà sống sát sanh, trộm cắp của người giàu đem cho người nghèo vân vân, thì cái sự bố thí đó còn gây tổn hại chúng sanh khác thì vẫn không có phước. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe giảng giải ý nghĩa này với nhiều cái lập luận và nhiều những chứng, sẽ do Thượng tọa Tây Quyền giảng sư hôm nay thuyết giảng. Và bây giờ thì mời cô Tịnh Hạnh đọc cho chánh văn của bài học, rồi sau đó sẽ cùng tỉnh Thượng tọa Tây Quyền. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú lành thay, chúng thành kính tri ân Thượng tọa Từ Siêu. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn. Một miếng khi đói bằng gói khi no, kinh sang tham mắt chá rí xuất tăng. Chú thích dẫn nhập nhóm quần tiên sát tuôn lá bá lại đến diện kiến Phật. Sau những điều mà vị thiên này nói là sự so sánh công đức bố thí của người nghèo và người giàu. Ý nghĩa của những vị thiên này, người ít khả năng mà dám cho có phước nhiều hơn người giàu, nên người giàu có nên bố thí dễ dàng. Câu nói của Đức Phật và sau đó là câu trả lời thắc mắc từ một vị thiên. Điều quan trọng là bố thí hợp theo hiện pháp. Có rất nhiều người giàu có làm những cuộc bố thí thật quy mô, nhưng trong đó lại gây nên nước mắt và đau và khổ đau cho nhiều người. Bố thí như vậy không bằng người nghèo, tuy cho ít mà cho với sự chân thành và không tổn thương ai. Kinh văn: Một thời Thế Tôn trú ở Sawatthi Chetawana tại vườn ông Anathabindika. Rồi rất nhiều quần tiên Santulapa sau khi đêm đã gần mãn với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng Chetawana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, một vị thiên nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Vì sang tham phóng dật, như vậy không bố thí. Ai ước mong công đức, có trí nên bố thí. Bản hiệu đính: Keo kiệt không tinh cần, chẳng bố thí mãi mai. Người trí biết bố thí vì mong tạo công đức. Một vị thiên khác nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Điều kẻ sang tham sợ nên không dám bố thí, sợ ấy đến với họ chính vì không bố thí. Điều kẻ sang tham sợ chính là đói và khát, kẻ ngu phải cảm thọ đời này và đời sau. Vậy hãy chế sang tham, bố thí nhiếp cấu uế, chúng sanh vẫn an trú, công đức trong đời sau. Bản hiệu đính: Kẻ bụng xỉn không cho vì lo sợ nghèo khổ, điều lo sợ lại đến vì không biết bố thí. Điều người keo kiết sợ chính là sự đói khát, nhưng đến với kẻ ngu đời này và đời sau. Do vậy diệt bọn sẻn, bố thí tẩy cấu uế, phước hộ trì chúng sanh trong cảnh giới tái, trong cảnh giới lai sinh. Rồi một vị thiên khác nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Không chết giữa người chết như thiện hữu trên đường, san sẻ lương thực hiếm, thường pháp là như vậy. Kẻ ít vui san sẻ, kẻ nhiều khó đem cho, bố thí từ kẻ khó đông được ngàn đồng vàng. Bản hiểu đính: Không chết giữa người chết như lữ hành cột lữ, chết lương thực ít là đạo lý ngàn xưa. Có người nghèo san sẻ, người dư giả hẹp lòng, biết cho khi khốn khó giá trị gấp ngàn lần. Rồi một vị thiên khác nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn.
khó thay sự đem cho, khó thay làm hạnh ấy, kẻ khác khó tùy thuận, khó thay phát Phật lành. Do vậy kẻ hiền ác sanh thú phải xoay khác, kẻ ác sanh địa ngục, người lành lên cõi trời. Bản hiệu đính: biết cho cái khó cho, biết làm cái khó làm, kẻ ác không làm được theo pháp của hiền nhân, nên người hiền kẻ ác sanh thú hẳn phải khác, kẻ ác sanh địa ngục, người thiện sanh thiên giới. Rồi một vị thiên khác bạch Đức Thế Tôn: bạch Thế Tôn, trong tất cả vị ấy, vị nào đã nói một cách tốt đẹp? Về vấn đề này, tất cả các ông đã nói một cách tốt đẹp, tuy vậy hãy nghe ta. Sở hành vẫn chân chánh, dầu phải sống vụn vặt, dầu phải nuôi vợ con với đồ ăn lượm lặt, nhưng vẫn bố thí được từ vật chứa ít ỏi, từ ngàn người bố thí, từ trăm ngàn vật cho, trị giá không ngăn bằng kẻ bố thí như vậy. Bản hiệu đính: nếu người sống đúng pháp, dù muôn sinh chật vật, phải nuôi vợ nuôi con, có ít vẫn bố thí, muôn vạn người bố thí, muôn ngàn thứ cho được, muôn ngàn thứ được cho, không sánh được phần nhỏ người nghèo nhưng xả tài. Rồi một vị thiên khác nói lên bài kệ này với Thế Tôn: vì sao họ bố thí rộng lớn nhiều như vậy, trị giá không ngang bằng kẻ nghèo trơn bố thí? Sao ngàn người bố thí từ trăm ngàn vật cho, trị giá không ngang bằng kẻ bố thí như vậy? Bản hiệu đính: vì sao những bố thí vừa nhiều vừa giá trị lại không thể sánh bằng người nghèo cho đúng pháp? Vì sao vạn người bố thí với muôn thứ được cho, không sánh được phần nhỏ người nghèo nhưng xả tài? Rồi Thế Tôn nói lên bài kệ này với vị thiên ấy: có những người bố thí một cách bất bình thường, sau khi chém và giết mới làm vơi nỗi sầu. Sự bố thí như vậy đầy nước mắt đánh đập, trị giá ngang bằng kẻ nghèo trơn bố thí. Từ ngàn người bố thí, từ trăm ngàn vật cho, trị giá không ngang bằng kẻ bố thí như vậy. Bản hiệu đính: bởi có người bố thí không hợp theo lẽ đạo, chém giết gây đau khổ, bố thí làm rơi lệ với đầy những bức bách, nên dù vạn người cho với muôn vật bố thí, không sánh được phần nhỏ người nghèo nhưng xả tài. Thích Văn: mắt che ra, keo kiệt, bụng xỉn, sang tham có nghĩa là keo kiệt, theo thắng pháp thì nằm trong nhóm sân phần, chứ không phải là một thứ tham lam trong nhóm tham phần. Bamada: giải đãi, phóng túng, buông thả, không tinh cần. Đa ná: bố thí, đàn na. Má lá là ưới nhiễm, đều làm tâm bận nhơ. Thích nghĩa: có ba điểm cần lưu tâm trong bài kinh này. Một, cái khó cho, cái khó cho, làm cái khó như, làm như cuộc sống chật vật vẫn có thể chia sẻ là phước hạnh mang lại công đức to lớn. Hai, không phải hễ giàu có mà bố thí thì phước báo kém cỏi, mà là ở điểm tâm có chân thành, cách cho hợp đạo và làm với sự trân trọng như tự tay bố thí. Ba, những cuộc bố thí quy mô thường khi do người giàu có hay do có thế lực tổ chức, nếu không khéo có thể tạo nên nghiệt ngã cho một số người. Thí dụ, muốn cuộc bố thí phải đẹp, phải đâu ra đó, phải có tầm cỡ, thì thường tạo nhiều hệ lụy phiền não cho người trong ban tổ chức. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Để chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Minh Châu. Nam mô Bổn Sư Thích Minh Châu. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thưa đại chúng, được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con thành kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tự Tri, Đức Tự Đức, Sinh Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện, chào đến nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng.
Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Puttang Phakkhavan Tang Apivade Visvakato Phakkhavata Thammo Thamman Namasami Supatipanno Phakkhavato Savaka Sangho Sankhanamami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương công đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nhờ công đức Tam Bảo hành như hầu chư linh được tăng quý vị mà cùng chư Phật tử được an lạc trong chánh pháp. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta nghe được một cái thể tài bố thí, thì xem ra tất cả chúng ta ai cũng đều nói rằng mình hiểu biết cái sự bố thí, nhưng phải nói rằng để tìm được một người bố thí là rất là khó đó quý vị. Bởi vì có một điều, có những cái tật tính xấu của chúng sinh đó, nó có hai cái điều là thường thường đó. Ganh tị và bỏ sẻn Isamacharya, và nó cũng có liên quan trong cái những câu chuyện này. Chúng ta biết là cái tâm của người mình đó, có vậy chứ đồng tiền nó liền cục ruột. Và có một số người, người ta nói là đồng tiền như cái bánh xe bò. Chúng ta tạm thời chúng ta nói ví dụ đồng tiền nó là một cái điều mà để căn bản để mà nói chuyện. Thì kính thưa quý vị, ở đây cái tinh thần của Đức Phật, chúng ta làm phước làm sao mà cho nó đúng, đó mới là một điều tốt đẹp. Và cho cái khó cho là cái khó làm. Cái đời sống của tất cả chúng ta, khi chúng ta hiểu được cái công đức, hiểu được cái nhân quả đó, thì nó là một vấn đề hết sức đặc biệt. Nhưng nếu chúng ta không hiểu được cái công đức thì nó là một chuyện rất là khác. Cái cách mà Đức Phật ngài dạy là chúng ta nhớ là sau khi mà chúng ta có được tiền của tài sản, thứ nhất là chúng ta trả nợ cũ. Chúng ta nhớ trả nợ cũ, rồi cho vay nợ mới, đổ hố sâu và chung của để dành. Đây chính là những cái cách mà Đức Phật ngài chỉ dạy chúng ta tiêu dùng tài sản của mình. Sau khi chúng ta đã có tiền của hay là có sức khỏe, chúng ta chăm sóc lại đến cho cái người thân của chúng ta, là cha mẹ, ông bà, nói chung những người thân. Và chúng ta lo nuôi, đó là gọi là trả nợ cũ. Và cho vay nợ mới có nghĩa rằng chúng ta phải lo lắng nuôi dưỡng những người con, những người cháu của chúng ta. Đó chính là cho vay nợ mới. Và có thể nói rằng đổ hố sâu đây là chúng ta biết chi dụng, nó hợp lý, hợp pháp. Và cuối cùng thì chúng ta làm công đức, nói chung cúng dường hoặc là làm công đức thiện nguyện, từ thiện và vân vân, thì đây là một cái điều mà san sẻ với những chúng sinh khác. Không phải chúng ta bấm bụng mà chúng ta cho hết tất cả những gì, như là một tinh thần của một tâm vị đại Bồ Tát, mà theo tinh thần Phật ngài không có ngài chỉ phân biệt nói đến cái cách như vậy. Nhưng cái sự so sánh cái trong đây, trong kinh Đức Phật này nói, chúng ta thấy nhiều vị quần tiên, nhiều vị chư thiên hỏi rất là nhiều cái lý này lý nọ, nhưng chúng ta để ý biết là nó, nếu như mà dầu làm bất cứ cái gì thì chúng ta biết sau đó, tức là dầu có khó khăn nhưng chúng ta cũng vẫn biết bố thí. Đây là một điều mà chúng ta thấy có thể bố thí được hết tất cả, do cái tâm của mình nó có chân chính, nó có cái tâm thí hay không, có cái lòng hay không. Chúng ta nói cái của tuy tơ tốt mà nghĩa so nghìn trùng, thường thường cái thành ngữ của Việt Nam mình vậy. Nhưng điều mà cái của nó không bằng cái gì, cái công sức của người ta tạo ra. Có thể nói với người nghèo thì người ta được một đồng tiền rất là khó, khi người ta bố thí thì đó chính là một cái điều rất là tốt. Đứng về cái tình đó, thì chúng ta coi nếu như người ta nghèo người ta biết bố thí nó hay hơn là cái người giàu để dư tiền dư của, thì cái điều đó bố thí nó dễ dàng. Chúng ta nói trên cái thuận tình trong cuộc đời,
một miếng khi đó và một gối khi đó, thì nói nghe như vậy thì nó thuận tình hợp lý, nhưng cũng trên một cái một miếng khi đó một gối khi no đó, trên cái tình, trên cái nghĩa tình hiện tại thì nó rất là quý, rất là đúng. Nhưng người ta đang đối khác mà mình có thể tiếp trợ lương thực, mình có thể san sẻ, người ta đang đối rất lạnh lẽo, mình có thể san sẻ áo quần, hay là người ta bệnh hoạn, người ta san, chúng ta san sẻ thuốc men, vân vân. Thì đó chính là một điều mà nó công đức, nhưng điều mà bất cứ cái điều gì cũng vậy, thì làm cái làm gì phải nó làm việc cho nó đúng, đúng lý đúng pháp. Những cái của đó, những của cho đó, nó phải hợp lý hợp pháp. Cho nên ở đây cái tinh thần, cái cách làm việc đó nó phải có một cái đúng pháp. Trong cuộc đời chúng tôi nhớ có một lần khi mà vận động để cứu trợ, có một người ăn xin cục chân, cục hai chân, mà chúng tôi cũng thường bố thí cho những cái người đó, thì cái bước lại sư cho con hùng phước, cho con hùng phước đưa lên, thì quý vị đưa lên tầm 100 ngàn. Thì thường thường Phật tử thì cái người giàu có thì người ta có thể là vài triệu hoặc là 50 triệu gì đó, cái người bình thường thì vài 300, 500, 100, 200, 300 là cái chuyện bình thường. Nhưng dị thường chỗ tức là cái người rất nghèo, người ta đi ăn xin, người ta nói thôi, cái chúng tôi nói sao phải cho nhiều thế, cái nói thôi được không sao đâu sư, con đã khổ, con đã đói rồi, người ta còn đói khổ hơn con, con keo kiệt coi, cho nên giờ này con mới bị cái thiếu thốn khổ đau như thế này. Chúng tôi nghe được cái tâm đó chúng tôi rất là mừng. Chúng tôi nghe, chúng tôi cầm cái đồng tiền đó và nói là rất là xúc động và rất là đặc biệt. Cục hai chân đi lết lết xin. Và kính thưa quý vị, chính là cái gì? Cái người hiểu được cái lý, chính cái nhân mình keo kiệt đời trước, bây giờ phải biết buông bỏ. Đây là một ý niệm đúng, một ý niệm tốt, đúng pháp. Những cái đồng tiền đó cũng mà xin được người ta cho được 1 ngàn, 2 ngàn, người nhiều lắm nó chừng 10 ngàn, 20 ngàn, hiếm lắm chỉ cho 1, 2 ngàn, vài 300 lẻ, đồng bạc lẻ, mà gom như vậy thì nó chất lên 100 ngàn thì rất là lớn. Thì kính thưa quý vị, xét theo cái tình thì người ta cho như vậy mình rất là thấy tốt, thấy đặc biệt, ai cũng sẽ thấy như vậy rất là xúc động. Nhưng chúng tôi thích một chỗ đó, và chúng tôi cảm động hơn và quý mừng hơn, người này hiểu biết nhân quả, người này cảm được, biết được tại sao mình nghèo. Và đúng như vậy, bố thí thì nó vì cái sang tham, cái kẻ mà không biết bố thí thì đời sau nghèo khổ. Chứ không phải mình nghĩ rằng mình không có bố thí cho nên mình coi như là tiểu phú, do cần, do kiệm, do biết coi như là giữ gìn, chứ mình biết mình thôi, chứ mà người ta mới mốt là tích cốc phòng cơ này nó vân vân, thì nhiều lý nhiều sự, người ta không biết lý sự gì. Mà kính thưa quý vị, làm phước thì khi tâm của chúng ta nó quan hỷ mà đúng thời đúng pháp, và cái vật này nó cho, vật mà chúng ta cho đó là đúng pháp là chúng ta làm. Đây là một điều đặc biệt mà có thể nói rằng là ở trong chúng ta đó, chúng quý vị nhớ, khi chúng ta muốn làm thì chúng ta làm đi. Theo cái sự kinh nghiệm, cái này thật sự mà chúng tôi cũng đã từng góp tạo công đức. Nhưng khi mình nghĩ là mình muốn làm cái này làm cái kia, 1, 2, 3 làm đã làm được. Và nhiều lần, kính thưa quý vị, trong cái chuyện vận động xây dựng hay này nọ, chư tăng hùng rất là lớn, rất là nhiều, thì Phật tử cũng thấy là lạ,
Nhưng quả thật á, có nhiều không phải nhiều, chứ sự thật ra không phải là nhiều, có nhiều hơn Phật tử mà làm có bao nhiêu, và nhiều khi không có tiền, cứ như là cũng vẫn hùng gốc. Mà kính thưa quý vị, không phải là màu mè, không phải là màu mè, không phải là làm mồi gì cả, mà đó là sự thật. Chư tăng có sự tương trợ, của cái sự đóng góp để cúng dường, để xây dựng, chứ không phải là màu mè mà để cho Phật tử chạy đi theo, không phải vậy. Mà đó chính là những cái người có một số Phật tử hỏi trụ mấy sư cũng giàu lắm, mà sao cũng cũng coi như là người ta có một vài triệu, mấy sư 50 triệu. Sự thật ra thì kính thưa quý vị, là những người trụ trì làm việc với nhau biết ở những cái cuộc vận động được như vậy là được, nó khá khá thì nó đỡ, chứ còn nếu như mà được đích thì nó cũng rất là mệt. Thì bởi việc xem như là một cái sự cúng dường đến cho trong công đức xây dựng, trong công đức trùng tu, hay một chuyện lớn lao gì đó, hay làm cái cuộc phước, một cái vận động, cái cổ phần những y vân vân, thì nó như vậy để làm cái gì? Chư tăng phải thể hiện. Nhiều khi người ta không hiểu, người ta tưởng là chắc là lớn là nhiều, phải vậy, mà là chư tăng không có bị cái sự vướng mắc nhiều. Và đó cũng tập cái tính đó, nó rất là hay. Thì kính thưa quý vị, cái cách làm á, cái tâm của chúng ta giải quyết ngay từ thời liền. Chúng ta thường thường nói là cái cách cho, cái của cho nó không bằng cách cho. Sự thật ra của cho hay cách cho gì cũng đi từ tâm của mình. Nói ra đó có nghĩa là cái tâm tư của mình. Người ta nói của cho không bằng cách cho, tức là nói như vậy có nghĩa là người ta núp né. Chứ sự thật ra có nhiều người, quý vị biết, có nhiều người giàu có nhưng người ta cho rất là đàng hoàng. Nhưng sự thật người ta cho với cái tiền của người ta rất là ít, rất là cũng như xin lỗi chứ không bằng những cái bạc lẻ của người ta nữa. Người ta không quan tâm, nhưng do cái tâm đó, cái cách cho họ tốt nhưng họ cho rất là yếu thì sao? Cho nên cổ cho, cách cho này nó cũng phải đúng pháp, đúng pháp, chứ không phải là cổ cho cách cho này. Dạ, kính dạ, con sẽ gọi là ngày sau, bởi vì con đang giảng rồi. Dạ. Thì kính thưa quý vị, ở đây chúng nói như vậy để cho tôi biết rằng không phải nó giàu nghèo ít nhiều cách này cách kia, mà tâm tư của chúng ta phải hiểu, phải biết làm việc đúng pháp. Bây giờ tại sao mà cái tâm đó, để cái tâm cho đó, cái tâm cho ở đây nó cái tâm mà xả tài, cái tâm mà học sẵn để mang tới trong người cái điều tốt đẹp, nó cũng khó lắm đó quý vị. Một người không có tiền mà có cái tâm thì sau đây cũng không có điều kiện, như cái tâm họ cho không có, rất là muốn cho là không cho được, cũng không có cái quả gì hết. Chỉ là cái thiện tâm như thế thôi, chứ nó là quả bố thí cúng dường. Bây giờ mình ước mơ mình có một, mình cúng dường một cuộc đại thí như thế này, như đại thí như cái tâm mình nó vui lắm. Nhưng sự thực ra y như cũng như ăn bánh vẽ vậy, ăn bánh vẽ ra một cái thứ này thứ kia, thì cái tâm tư mình, thì cái tâm của ta cũng ăn theo mình mà không có gì trên, chỉ suy nghĩ. Thì ở đây chúng ta phải nhớ rằng một điều đặc biệt á, dục ít phải nói sự thật ra, nhưng chúng ta cũng có một cái tâm, có cái lòng. Ý nói rằng, muốn nói rằng cái tâm thí mà họ vẽ vời đó nó không có thật, còn cái tâm thí mà tâm thí thật là nó rất là khó, chứ không phải không đâu. Chúng ta nhớ cái tích của để tiếp độ mà ngày Nagasena, cái gia đình mà Bà La Môn á, ông ta rất là ghét những vị Sa Môn, những người đệ tử của Phật, bởi ông ta là lẫn giấu mà. Nhưng điều mà có một điều nghiệt ngã là ngày Nagasena đó, ngày sanh vào gia đình đó, cha mẹ ngài như thế, thì các vị
Chư tăng á, mới cử một cái vị, một vị đi đến hàng ngày đi khất thực, làm sao mà tế độ được. Thì có một lần đi ngoài, đi ngang đi không còn có gì hết. Thực lần cái ông cha của nhà này xin ấy đi công việc, dặn ở nhà không cho không gì hết, nhớ dặn dò tất cả rồi. Thì từ xa ông ta thấy một người, người làm trong nhà chạy ra nói gì đến như cho chứ vì sa môn này cái gì đó. Rồi thôi thì về, thì vì sa môn nó bước đi thì ông ta mới gặp hỏi hồi nãy à, ông đứng ở nhà tôi được cho ông được cái gì cái hôm nay tôi được cho. Thì cái ông tức quá, ông về ông quạnh hẹ mới la rầy cái người, làm. Thì cái người làm nói, dạ thưa con không có cho cái gì hết, con chỉ ra con nói với ông sư đó là cái vị sa môn đó là thôi ông đi đi, ở đây không có cho ông cái gì đâu. Thì này, ông này cũng tức, cha người nói sẽ nát mới chạy theo. Nếu ông là người tu sao ông nói dối, chứ người ta không có nói dối. Từ khi ta đã đi khất thực ngang nhà ngươi biết bao nhiêu lâu rồi, ta không được một cái gì hết trơn. Hôm nay ta được, ta được cho một lời nói. Ở đây nó là một cái tâm để cái nhiếp phục. Cái câu chuyện này để cũng nói lên cho chúng ta biết, ở cuộc đời này mình hay mình ghét, mình bực bội, cho nên cái gì mình cũng như là thương nhau, thương cả lối đi, ghét nhau với cả công ty họ hàng, thì cái gì cũng ghét hết. Cái lời nói cũng không muốn nói nè. À, cái chỗ này quý vị biết, cái lời nói mình cũng muốn nói nè, mình ghét người ta. Thì mình mới nghĩ là sau một lời nói cho, một vị này cũng biết trân trọng. Và từ đó chúng ta có cái thiện tâm, và thế là sau đó tích độ được một gia đình, và mới có cái ngày nay cái xê ná. Để về sau là một vị, coi như là xem như là một vị lão thông, hiểu biết nhiều về tăng tạng, để trả lời cho Đức Vua Milinda. Và nhiều câu hỏi chúng ta có cái bộ Như Tiên Vấn Đáp là như thế. Thì kính thưa quý vị, ở trong cuộc đời này á, cho, cái cách cho, chúng ta cho rằng nó sẽ đẹp hơn là của cho. Nhưng kính thưa quý vị, tất cả là ở cái tâm thôi, nó định vị một cái chuyện là được. Mà trong kinh cũng dạy nữa, tức là không phải là một cái chuyện, là một cuộc đại thí lớn lao phải cho được cái điều này, cho được cái điều kia, mà chúng ta phải làm việc đúng pháp, cho đúng pháp. Đó mới là một vấn đề. Mà đặc biệt mà cho cái gì? Cho cái mang tính chân thành, mang tính quý trọng. Đúng, ở đó chính là một cái cách cho. Và mình phải đúng pháp, và những cái cách cho đó, nó không mang đến cái sự đau khổ cho kẻ khác, cho chúng sinh khác. Chứ chúng ta biết, ví dụ như là khi làm một việc của phước lớn mà bao nhiêu người phải khổ đau, bao nhiêu người phải như thế này, phải hùng, phải góp, phải gom, phải lo, phải lắng, phải nào, mồ hôi nước mắt công sức, phải như thế này như thế kia. Nhưng điều mà họ làm trong một cái sự bắt buộc, hay họ làm trong một cái sự khổ đau, hay là những cái cuộc chẩn tế, chẩn bần, hay là một cái cuộc mà chúng ta nói chẩn tế đàn á, nó gây, thì ở trong đó chẩn tế đàn cũng có những người san sẻ cho cái người nghèo, người khổ. Nhưng điều mà lại là chém giết, lại mà là cũng như là làm biết bao nhiêu là cái sự đau khổ cho chúng sinh khác. Và thường thường đó, chúng ta biết là người ta đãi đằng á, người ta giết trâu, giết bò, nhiều con trâu, nhiều con bò, nhiều con heo phải chết cho cái cuộc đãi đằng đó, cho một cái cuộc vui, hay gọi là cái cuộc tế lễ đó, cái cuộc tế đàn đó. Thì những cách cho đó nó không có à, vừa rồi tuy nhiên đãi đằng cho những người nghèo khổ à, đó, đó thì đó cũng là một cách bố thí. Có nhiều người giàu đó, họ sẵn sàng họ cho thất đãi nhiều cái người à, ở cái xóm, cái làng đó gặp cái thiên tai quả quạng, hay là
gặp cái đối khác vân vân, họ đến họ cũng cho, mà giết biết bao nhiêu là chúng sinh, biết bao nhiêu là đến, biết bao nhiêu là đau khổ, thì khách chó đó Đức Phật nói cái quả nó quá lớn, mà nó gây đến cái bất hại cho những chúng sinh khác. Cho nên vì vậy cái cho này rất là đặc biệt, chứ không phải nói một cách bình thường. Ở trong đó cái của đó nó phải học pháp, mình là không phải bằng cái sự trộm cướp, bằng cái sự mà hồi xưa mà chúng ta cho rằng cũng như là bây giờ lấy của người giàu cho người nghèo thì nói trên cái tình, thì nó có cái tình đó, nhưng cái lý nó không được. Chứ của trộm cắp là cái của trộm cắp. Hay ngày hôm nay thì chúng ta biết là cái rửa tiền đó, cái rửa tiền đó, xài cái từ kêu là rửa tiền, có nghĩa là người ta làm những cái điều tội lỗi gì mà ta tham nhũng đục khoét gì đó, lấy của công gì đó, xong người ta làm ít công đức gọi là để chuộc lỗi, để mua chuộc lại. Thì cái điều này quả thật thì công đức nó kém lắm, cái được nó không có đúng pháp thì quả nó có lớn. Cho nên ở đây phải nói rằng là để làm việc một cách đúng thì không có dễ dàng. Không phải chúng ta nói một miếng khi một gói khi một miếng khi đó mà một gói khi đó mà chúng tôi vừa nói đó, không phải như vậy, có nghĩa là chúng ta được công đức lâu đâu. Rồi chúng ta cứu giúp cho người, rồi chúng ta nghĩ rằng cứu giúp như vậy họ đỡ đói hay như vậy họ thoát chết, rồi mới dầu xe chính bậc phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người. Sự thật á, hay là ngày nay hôm nay có được người ta mới sáng tác rồi đó, cứu cho một người đó mà xây hơn 10 kiến chùa, họ đâu có biết cái gì, chỉ là xây những cái phù đồ, những cái nơi mà có cộng, chứ không nói cái chuyện 10 cảnh chùa, 5 cảnh chùa, 3 cảnh chùa vẫn phải vậy. Mà cái chuyện cứu cho người đó, thế nào là cứu cho người? Cứu cho con người đó, nó không có bị tệ hại ác xấu ở hiện tại này cũng như ở tương lai, mà ở đó thân họ làm thiện, khẩu nói thiện, ý suy nghĩ thiện thì công đức nó lớn. Chứ còn mà chúng ta bố thí để cho mà họ, hoặc chúng ta cho thuốc họ để mà họ có thể họ vượt qua cái đau khổ thì cũng có công đức đó. Nhưng công đức đâu phải nói rằng chúng ta cho nó là lớn lao như thế này mà chúng ta dễ dời như thế kia. Cái đó là chúng ta nói bằng theo một cái thường đời, chứ lý pháp thì không phải như vậy. Lý pháp là vậy. Và hôm nay cũng như vậy đó, chúng ta thấy nhiều vị chư thiên đã nêu ra nhiều cái quan điểm và so sánh với tâm tư, với tất cả những cái điều cho tất cả để bạch hỏi Phật. Thì chính Đức Phật này cũng nói, nếu ai bố thí nó hợp lẽ, nó đúng pháp, nó không có là gây cái sự đau khổ, rơi lệ hay chém giết chúng sinh khác, thì cái bố thí như vậy đó, nó ít, tuy nó cái vật nó ít, nhưng điều mà nó công đức nó lớn, mà cái người nghèo họ cũng xả tài được như vậy thì họ rất hết sức là đáng tán thán. Cho nên ở đây tất cả chúng ta biết không nói rằng người nghèo kẻ giàu gì cả, mà nói đến cái gì, cái tâm con người và nó hợp theo cái lý pháp, đúng theo cái khả năng làm của mình và cái việc làm của mình. Dĩ nhiên nếu như mình có nhiều, mình làm được nhiều thì rất là tốt, nhưng mỗi con người đều có thể làm ít nhiều công đức. Và chúng ta biết, chúng tôi được nghe thôi, chúng tôi được nghe đó, như ở bên Miến Điện mà có cái cách làm việc mà nó cũng rất là đặc biệt, lúc nghèo lúc khổ gì đó không biết, giàu nghèo gì không biết. Nhưng điều mà ở Miến Điện thì chưa tăng, thì ở đó người Phật tử luôn luôn sẵn dành thứ nhất một phần cho sinh kế của mình, lo lắng cho con cho cháu mình, rồi một phần họ có cúng dường để nuôi dưỡng nguồn mạch của tăng già. Thì đây chúng ta thấy họ chỉ đặt bát cúng dường hàng ngày thôi, nhưng những cái sự cúng dường đó nó mới duy trì, nó đúng pháp, nó mới duy cái nguồn mạch của Phật pháp bao đời.
chúng tôi chưa có đi khất thực ở bên Miến Điện, nhưng chúng tôi có đi khất thực ở bên Thái Lan, thì họ không biết chúng ta là sư quen sư lạ gì cả, mà họ biết họ ra cúng dường, rồi chúng tôi mới biết được đó. Tôi nói với người quốc giáo Thái Lan, họ buổi sáng sau khi họ thức dậy, sau khi vệ sinh xong, họ đến Phật, họ lễ Phật, họ cúng dường, họ để lễ Phật, họ cúng dường. Sau cái cúng dường lễ Phật đó, họ ngồi thiền chút xíu và họ bước ra, xong rồi mỗi ngày một việc làm liền, đó chính là họ đặt bát cúng dường chưa tăng, họ canh giờ chưa tăng đi qua, và thế đó sau đó họ mới đi làm. Thì kính thưa quý vị, mà người nào cũng như người nào, chứ không có chủ nhân mà người này làm người kia không làm. Thường thường ở trong xóm, trong cái làng nữa đó, thì quý vị biết một vị đi, mà một vị đi khất thực thôi, đi bát thôi, mà cả 10 người ăn chưa hết họ vẫn cúng. Sao quý vị về cho tâm không có dùng hết thì mới chia sẻ lại cho những cái người nghèo khổ, người ta làm lụng ở phương xa nó tới nhiều lắm. Thì kính thưa quý vị, có một việc này đó nó cũng là lạ, nhưng để chúng ta phải nhớ là người ta cho rằng là cái vị nào có phước là chúng ta cúng được cái vị đó, là phước của chúng ta nhiều. Còn cái vị nào mà ít phước mình cúng mình sẽ ít phước hơn. Đây cũng là một lý mà chúng ta nhớ cũng là sai nhé. Chúng ta không suy nghĩ như vậy. Bởi vì ta nói ông có phước, ông có cái vị đó có phước nhiều, mình mới sinh phước được cái vị đó. Đây là cái cách hiểu nó cũng không có đúng. Cái đó nó quá là dân gian mà bình thường. Thường thường á, anh ta nói ông thầy ông sư nào đó, mà giàu đó, mình tới mình tiếp cận với ông á, thì ông mạnh á, thì ông mới kéo mới đẩy mình lên. Chứ nếu như đến ông sư ông thầy nào mà nó nghèo quá thì ông không giúp cho mình được, thì nói như vậy mới được, nói như vậy nó mới đúng. Mà là cái sự bố thí đó, nơi cái người nhận, nơi cái người cho, cả hai điều thanh tịnh tốt đẹp thì sẽ cho quả báo lớn. Và cái vật đó là vật cho, là vật tốt đẹp, vật đáng, vật thanh tịnh. Thì ở đây muốn nói cái gì, bằng cái tâm của cái người nhận thí và cái người thọ thí, và cái người bố thí và cái người nhận thí mà tốt đẹp, bố thí đến cho cái vị mà người ta có giới đức, người ta trong sạch, người ta tu hành chính chắn, có một tri kiến, có giới hạnh của tri kiến, vân vân, thì đó là cái quả tốt. Chứ không phải là cái ông thầy ông sư đâu có phước thì mình cúng cho ông mình cái phước nhiều hơn, mình cúng cho cái vị mà ít về cái phước Phật hơn, cái phước Phật của từng vị, cái phước đức, phước trí của từng vị nó khác nhau hết. Nhưng chúng ta không phải cho cái vị nào nghèo thì chúng ta nghèo, cho cái vị nào giàu chúng ta sẽ giàu. Đó cũng là một ý nghĩ sai. Nhưng điều mà cái đó là cái chuyện thường, nó muốn phải biết là cái đó do cái phước của cái vị có cái phước Phật nhiều thì được cái sự cúng kiến nhiều thì có được cái điều kiện tài sản, được cái điều kiện vật chất nó phát sinh nhiều. Chứ không phải là người ta cúng cho những người đó nó có phước nhiều. Cái này chúng ta phải nhớ rõ cho nó, nếu mà đúng cái tinh thần lý pháp Phật pháp thì nó không phải là như vậy. Cho nên nó rất là lạ. Cũng vậy đó, ví dụ bây giờ người ta nói rằng cái chùa nó đầy đủ quá rồi, mà chúng ta không cần cúng kiến, chúng ta cúng cái chùa nghèo thì nó sẽ có phước hơn là cái chùa mà đầy đủ giàu có rồi. Nó như vậy cũng có được. Con người hay dùng cái biện lý, quả thật cái chùa mà thiếu thốn cần cái sự đốc, cần một cái sự bàn tay chung của đại chúng. Nhưng chúng ta đừng có nói rằng là như vậy là có phước hơn cái chùa này chùa kia. Tất cả là do cái duyên, chứ không có thể nói rằng là ít nhiều giàu có gì hết, mà do tâm tư của chúng ta kìa, mà do cái người nhận thí đó kìa. Chứ bây giờ thí dụ như là những người ở phương xa, chẳng hạn chúng ta làm những cái việc nó đúng thời, là bố thí cho chư tăng, cũng như chư tăng bị đi xa và chư khách tăng đến ở xa mới tới,
những cái phước mà cúng dường đó, chứ không có nói là chùa nghèo, chùa ở thành thị, chùa ở thôn quê, chùa ở Đại Mạc, chùa ở Tây Hạ, vẫn không phải như vậy. Mà chúng ta cho nó đúng pháp thôi mới được. Còn cái phân biệt đó chính là chúng sinh có cái tâm phân biệt. Và chính cái sự phân biệt đó mà nó lại là một điều sai, là cái không đúng mà chúng ta cho là đúng. Chúng tôi xin nhắc lại, cái chỗ nơi đó nó cần có sự tiếp cứu, tiếp giúp, chứ không phải là cái quả lớn. Bởi vì chúng ta có cái tâm hộ trì tam bảo, thì dầu chùa xa, chùa gần, chùa quen, chùa gì hết, tất cả là tam bảo hết. Tăng ở đâu cũng là tăng, chứ không phải là kiểu như là tăng của tôi, sư này của tôi, sư này tôi quen, sư kia tôi thương, tôi thích, tôi nhớ. Thì cái sự cúng dường đó nó mang tính dị biệt. Và chính cái sự mang tính dị biệt đó, bởi vì chúng ta có một niềm tin nơi cá thể thì rất là nguy hiểm. Khi chúng ta có một niềm tin nơi một con người đó, thì cái người đó đó, một vị đó, thì một vị đó đó, một là hoàn tục, hai vị đó phạm giới, hay ba vị đó chết, thì cái niềm tin của chúng ta nó tan biến luôn. Đó là không phải là người đệ tử chín chắn. Và người đệ tử chín chắn không phải là một người đệ tử mà cứ lo cái riêng của mình, không phải như vậy. Bất cứ nơi nào, nơi đâu cũng được hết. Bởi cái tính của Phật giáo Nam Tông được một cái vị điều này, chúng ta thấy đi chùa nào cũng vậy, những cái gương mặt rất là quen, chứ không phải là lạ. Bởi vì ăn thua cái vị thầy hướng dẫn cho người đệ tử mình, tức là hướng tâm đến cái gì, đến đại thể, đến tam bảo, chứ phải hướng tới cho mình, cho chùa mình mới được. Còn chùa xa không được, chùa khác không được, phải chùa mình à nghe. Thì cái tính nó như vậy đó, là cái tính nó không có đúng trên cái Phật pháp, cái lý pháp. Mà cái điều mà hộ pháp, hộ đạo, hộ tăng mở đèn thường thường, chứ Phật tử bị dính mắc chỗ này, phải giúp cho chùa này, không giúp cho chùa kia, phải giúp cho vị này, không giúp cho vị kia, à vị này tu như thế này, vị kia tu như thế kia, sao chúng ta biết? Sao chúng ta biết cái tâm của người ấy? Chúng ta thấy bằng một cái nhãn quan như vậy thì là chúng ta quyết định là cái sở hành, sở tâm, sở tánh của người ta. À vì vậy cho nên đây là một điều mà chúng ta cần phải hiểu. Không có được như vậy. Chúng ta không có tự suy nghĩ như vậy. Có nhiều người rất là lạ. À tôi phải cúng như cái chùa này, à, chùa này, à, các vị này tu thiền, các vị kia tu thiền. Thế nào là tu thiền, thế nào là không tu thiền? Mà thế nào à, các vị này chỉ không có tu, vị kia tu? Cái tâm của chúng ta nói như vậy là chúng ta chết. Quý vị thấy bằng cái thấy không mới chưa được đâu. Sự thật ra một con người ngồi nhắm mắt chúng ta thấy tu đó, nhưng chưa chắc bằng một con người chúng ta thấy trong tay nhắm, người ta nhắm mắt, nhưng cái tri kiến, cái Phật pháp người ta thực nghiệm trong lòng nó rất là lớn, đúng pháp đúng lý, và cái giới lượng người ta cũng đàng hoàng, chứ không phải là chúng ta quơ đũa cả nắm. Nhớ cái điều này cẩn thận. À, rồi chúng ta thấy người này, rồi chúng ta quơ đũa cả nắm người kia, thì nó rất là nguy hiểm. À, cái sự bố thí như vậy, cái sự cúng dường, cái sự khinh thị hay cái sự so sánh như vậy cũng mới đúng pháp. Ngày hôm nay à, phải như thế này, phải như thế kia, mà cái điều này cũng do một số vị người ta nghĩ rằng à, bây giờ đó là à, cứ cố gắng lo tu đi, à, chứ đừng có phải suy nghĩ rằng à, dù nói nhiều kinh điển nhưng dễ vui không, cũng vô phần sa môn hạnh, dù người học ít nói ít nhưng người vị ấy biết được một chỉ một câu mà có thể đắc đạo đắc quả. Thế nào là học ít, thế nào là hiểu ít, thế nào là hiểu nhiều, phải hiểu trên cái tinh thần của Phật pháp đúng hay không. Chúng ta thấy người ta ngồi thiền như vậy, thấy thân thì tốt đẹp đó, nhưng liệu tâm có tốt đẹp không? Cái thân tâm tốt đẹp ở đó, cái tri kiến họ có tốt đẹp hay không,
họ chỉ định niệm ở trong một giây lát đó. Nhưng còn những ác kiến, còn những cái mà tham cái tà kiến, cái ngã mạn sân tật lẫn hối trong lòng của họ rất là nhiều. Chứ không phải, cũng như là cái Phật pháp này là đến để mà biết, đến để mà thấy, đến để mà hiểu, đến để mà chúng ta giác ngộ, chứ không phải đến để mà cứ như là ngồi là cứ như chịu khó ngồi đồng, ngồi gán ngồi gồng vậy rồi cuối cùng rồi chúng ta được cái gì, được cái sự lễ, được cái sự kính trọng của người, không có thấy được. Rồi thế là chúng ta cũng ngồi như vậy rồi cứ mài mò gì, thế nào cũng hiểu, thế nào cũng giác ngộ và thế nào cũng đặc chứng. Cái điều này hiểu như vậy rất là sai, mà chúng ta phải biết đúng pháp, phải tuệ tri một cách đúng đắn. Cho nên cái sự tu không phải là một chuyện bình thường, quý vị. Đó là nội chỉ cái chuyện mà chúng tôi nói trình bày hết mặt phải mặt trái cho quý vị nghe, mà toàn là chính cái tâm tư của người mình không à. Mà mình luôn luôn mình phải tìm cái gì nào đó gọi là giới đức thanh tịnh, giới đức trong sạch. Nó còn chúng ta cúng dường như vậy nó mới là phước báo, còn những người khác không phước báo. Nội cho chúng ta có cái sự phân biệt như vậy, chắc chúng ta là thánh mà, chắc chúng ta là có tha tâm thông, mà chúng ta biết được tâm của người. Nhiều khi sở hành, sở tâm, sở tánh do cái chúng ta gọi là một cái nghiệp thường cận của người ta vui cười, người ta quát tháo như vậy, chứ đều có chuyện gì hết, xong rồi không có chuyện gì hết. Chúng ta chủ nói như vậy có nghĩa là vậy này tệ hại quá, tự nhiên chúng ta người vì đó chưa biết có tội hay không, vì chúng ta có tội trước nhất là chúng ta nghĩ xấu nghĩ ác về người ta liền, mà tâm con người mình nay có nghĩ xấu ác về người hơn là mình nghĩ về mình. Mà ở đây Đức Phật ngài muốn chỉ cho chúng ta cái tâm của chúng ta, thứ nhất là cái tâm của mình, cái tâm thí của mình nó phải có. Và rồi ở đó mà chúng ta với đầy đủ cái tâm thí tốt đẹp đó, và cái điều kiện mà chúng ta cúng, cái điều kiện mà chúng ta làm đó, nó không gây cái đau khổ, không gây cái nhiều cái sự khổ đau cho người, hay là cho hay là làm tế lễ và gây cho chúng sinh chém giết, hoặc là làm nhiều cái sự đau khổ cho chúng sinh không cần, mà chúng ta làm đúng pháp, không gây những cái nghiệt ngã, không gây những cái khổ sở khổ đau cho chúng sinh. Và chúng ta làm cũng không có làm phiền, chúng ta gọi không có làm phiền người nhiều. Có một số người, kính thưa quý vị, nó rất là lạ, chứ không phải chuyện đơn giản. Không muốn làm phước á, họ yêu cầu phải như thế này, yêu cầu phải như thế kia. Nó nếu như họ yêu cầu như vậy, vị nào mà làm cho họ, chắc mình cũng sẽ tức cười. Yêu cầu phải có cái điều này, phải có cái điều kia, phải là đúng giờ, đúng lúc, phải có bao nhiêu vị, phải có bao nhiêu người, là phải làm như thế này, phải làm như thế kia, có đúng như vậy. Và như vậy thì cái mà từ từ dẫn hiểu đến là nó rất là đặc biệt. Cái chỗ cái gì nó là vậy, nó cái điều rất là khó cho ban tổ chức, hay nếu như là cái vị trụ trì hay cái vị trí sự đó, chẳng hạn chúng tôi nói một cái cuộc lễ cúng dường đi, còn tất cả bây giờ tâm mình thành kính, mình cúng dường đại chúng tăng, bây giờ nhờ vị này giúp dùng có sắp xếp một số việc, và cái đó tùy chư tăng quyết định, chứ không phải là cầm tiền một cái là mình dễ dời, mình phải bảo phải phán chư tăng làm cái này làm cái kia. Kính thưa quý vị, cái điều đó này chưa biết, không biết có bao nhiêu phước. Như là chúng ta có cái tâm mà sai khiến chư tăng, cái đó là một tội lớn. Điều này có thật đúng gì, chứ không phải chuyện đơn giản, là bởi vì họ không hiểu được một cách rốt ráo rõ ràng. Và rồi thí dụ chúng tôi cũng chứng kiến mà kể lại, tức là họ yêu cầu nhiều quá không phải lạ, đâu phải không có họ là mình là chết đâu, không có họ là coi như là không có được tốt đẹp đâu. Họ làm như vậy, họ tỏ vẻ ra quyền quý, họ tỏ vẻ ra là họ có tiền, họ tỏ vẻ ra là họ có cái điều kiện như thế này thế nọ, thì những cách đó mới được. Nó phải bài cái phải có cái điều này,
phải có vị này, phải có vị kia mới được, còn không có là không được, và vị này không được thỉnh, vị kia được thỉnh. Cũng cần thiết như vậy để chư tăng, để ban tổ chức người ta biết sắp xếp cho cái cuộc lễ nó được tốt đẹp, cho nó đúng pháp, cho nó đúng đúng sự, đúng lý. Đây là một điều cần thiết hơn là những cái lý khác. Mà rồi cái cuộc lễ nó phải như thế này, phải như thế kia, sự thật ra cái đó nó phải được. Được cái gì? Ít nhất là chúng ta cái điều kiện của mình, cái tâm của mình thật sự là tốt. Rồi cái làm, cái bắt đầu, thí dụ như là phải vẽ ra nhiều trò, nhiều thế này, phần này, phần kia, món này, món nọ, vật lưu niệm này, vật lưu niệm kia, thì quá thật thì cái đó nó tùy cái duyên. Thì nếu có được thì nó quá tốt, còn không thì chúng ta cũng biết làm sao mà làm việc nó đúng pháp, cái tâm tư của mình. Đối với cái người làm phước đó, trước khi làm hoan nghỉ, đang khi làm hoan nghỉ, và sau khi làm tâm tư mình hoan nghỉ với cái sự cúng dường dầu ít dù nhiều. Bởi vì ở trong cái mà Bồ Nhã Kinh Giáo Hóa Thú nó có một cái lý mà quý vị nhớ rất là đặc biệt, mà chúng ta cũng nhớ trong cái việc bố thí ấy, mà chúng ta phải nhớ một câu gọi là hoan hỷ tùy hỷ ấy. Chúng ta hoan hỷ với cục phước, chúng ta tùy hỷ với cái phước người ta làm, chúng ta xem như cũng là màu lửa mà chúng ta màu lửa được. Chứ chúng ta đừng bao giờ chúng ta hoan hỷ với cái người khác đang làm việc thiện tốt đẹp đó, thì cái quả phước này rất là lớn chứ không phải là nhỏ đâu. Nhưng chúng ta đâu có một chuyện quan nghĩ mà phải làm cho tôi như thế này, phải làm cho tôi như thế kia, và mình tỏ ra ra như thế này, mỗi người phải quan nghĩ với tôi, mỗi người phải biết cho tôi làm chuyện này là chuyện lớn, tôi làm chuyện này là chuyện hay, chuyện đẹp gì, và tất cả mỗi điều chúng ta có thể viện dẫn tất cả những điều gì. Kính thưa quý vị, làm sao tâm của chúng ta cái Phật cúng dường hợp lý, hợp pháp, hợp thời, dầu ít, dầu lớn, dầu nhỏ, và tâm tư của mọi người hiểu biết được nhân quả, hiểu biết được cái phước, biết tìm cái phước, thì chúng ta biết hoan hỷ tùy hỷ với cái phước của người khác. Bởi vì thường thường nó khác hơn các cái đạo khác rồi chứ. Mà ví dụ như chúng là chia phước, hoan hỷ với cái phước của chúng tôi, xin quý vị hãy hoan hỷ tùy hỷ với cái phước. Đây chính là biết cách thở, tất cả là xa thú lành thai lành tan, là nó có cái duyên chứ không phải là tự động như vậy. Cho nên vì vậy chúng tôi thì một cái việc đúng pháp không phải là nghèo giàu, không phải là cái người cho một gối khi đói bằng một nắm khi đói, không phải là ý nghĩa đó nữa. Nhưng điều mà đó là chính là tâm tư luôn luôn có cái tâm xả tài, ít nhiều, ít thì làm thêm ít, nhiều thì làm thêm nhiều, theo khả năng của mình. Mà chúng ta nhớ hồi xưa có hai ông bà mà nghèo khổ đó, mà tích người manh khố che thân cúng dường Đức Phật quả sanh nhãn tiền, cũng phải có một cái gì đó bằng một hạt mè, như cái tâm của họ nó lớn. Hai ông bà đó mà chúng ta đã được nghe chưa tâm nhắc rất là nhiều lần, thì ở đây tại vì tâm của chúng ta nó không đặt đúng, và tâm của chúng ta đặt đúng thì cũng phải có một cái phần, cái món gì đó nó gọi là ít nhiều theo khả năng của mình. Chứ còn tôi nghèo quá cho nên tôi không có gì tôi làm, đã đang nghèo mà cái tâm lại càng nghèo hơn, tôi nghèo quá cho nên tôi không có cái gì tôi làm hết, đâu phải cần có người làm, đâu phải cần phải làm cái gì dữ dằn như người đâu. Thì rừng xanh do bởi nhiều cây, thành công do bởi nhiều bàn tay của mọi người, mỗi người một công một của, người có người công người của, người quan hỷ người tùy hỷ, và người phụ tiếp, tất cả đều là một cái cộng sự tốt đẹp và ít nhiều. Chúng ta không thể cho được một miếng cơm, một cái bánh củ khoai sao, nhưng nói là không được, người ta cho nguyên một cái bánh, cái bánh coi như là bánh lớn lao, cái bánh coi như là to lớn, làm việc to lớn của tôi, làm việc nhỏ quá tôi thấy nó mắc cỡ. Chính cái đó là cái tệ hại nhất, là cái tâm quá bỏng sẻn, cái tâm quá là chấp hữu chấp ngã, cho nên đã đói lại càng đói, đã khổ lại càng khổ, đã nghèo lại càng nghèo hơn nữa.
đời này như là đời sau. Cho nên ở đây cái việc mà làm đúng, đúng cái gì, đúng thời đúng lúc hay là đúng pháp, giàu 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 nghèo cũng vậy, cũng không là vấn đề. Và làm sao mà không gây cái sự tổn thương, không gây cái sự đau khổ với những chúng sinh khác, đây chính là nó mang lại cái phúc lạc cao thượng, cũng như lời Phật đã dạy như vậy. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay có chưa tăng đông đủ, rất là có như tập Phật Đăng, từ tập Phật Đăng đã đi ra rồi, cũng đã vào rung. Từ giờ đây thì chúng còn có đôi lời trình bày như vậy, nhưng có điều gì sở thất kính ngưỡng mong sư tổng đức tăng quý ngài thảo luận để cho được, để cho cái lý kinh hôm nay được hoàn bị tốt đẹp. Và kính gửi đến toàn thể quý vị, mong tất cả chúng ta hiểu được như vậy, và kính dân Phật cũng đành được trai tự chứ đại các vị chi viên hộ trì chánh pháp. Cho hôm nay cũng là cái ngày dỗ của ngày cổ thượng, ngày cổ hòa thượng Thịnh Sự, đó cũng là một người coi như là một vị thầy trong gia đình, cũng là một người mà xem như là 42 năm trước ngài đã chỉ định có một duyên sự, cũng nói chuẩn bị nghe. Ở nhà thì anh em cũng đông, thì khi mà làm theo cái tinh thần của ngài từ Thái Lan ngài về đó, ngài dạy tất cả những người mẹ, có những người con người đệ tử đem dược, thì ngài cũng chỉ cúng dường cho Phật, thì ngài có chỉ chúng tôi nữa. Cô ba có nhiều, mấy đứa con trai nhiều quá thôi, nên bốt cho sư chú bé này đi tu. Và thì từ đó có cái là cái duyên, và thì nó dâng cho ngài rồi, dâng cho Tam Bảo, dâng cho Sika rồi, thì tình tình kính dâng đến phước lành, đến cao cả, đến cho ngài, ngài tiếp tục chí nguyện Bồ Tát để giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, và tất cả chúng con cũng nguyện đi theo cái đường hướng tu tập của ngài, và cũng ngài cũng là người ân cao cả của gia đình và cũng như của chính con là như thế. Cho mong ngài được an lạc, được thánh quang. Và kính dâng đến sư trưởng cùng tất cả những thân bằng quyến thuộc, những vị có ân của chúng tôi và quý vị được an lạc, được thánh quang. Và kính gửi đến chư thánh, mong tất cả được an lạc tốt đẹp. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sanh Thầy. Thì bây hôm nay trước hết giờ nghe đi. Xin hỏi quý vị, có phải Thượng Tọa Giác Đẳng vừa mới lên tiếng không ạ? Không biết sao hôm nay Thượng Tọa Giác Đẳng không có nói được. Thật ra trong những cái tình huống như thế này, thì Thượng Tọa Tuệ Quyền sau khi giảng xong, Thượng Tọa có sẵn hai câu thảo luận đã được nêu lên, thì Thượng Tọa liên tục điều họp. Và một cái câu thảo luận đó Thượng Tọa sẽ hỏi, thí dụ như hỏi tôi chẳng hạn, thì lúc đó tôi sẽ trả lời. Còn khi mà chúng tôi vào ở trong room, nếu như chúng tôi chỉ ngồi đó để điều họp, đặt câu hỏi cho các vị, thì như vậy cũng được, nhưng mà
chúng tôi cảm thấy đang ngán ngán cái gì đó. Nhưng mà bây giờ không có vị nào cầm mic để mà điều hợp thì thôi, chúng tôi cũng cầm mic nói chút. Không biết thượng tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy, xin thượng tọa và hãy trả lời cho câu thảo luận số 1. Dạ. Câu thảo luận số 1 mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu đó, thì ở trong bài học hôm nay đó, là vị chư, các vị chư thiên bàn về cái vấn đề cái người nghèo không có khả năng nhưng mà họ cũng cố gắng bố thí, thì các vị chư thiên họ cho rằng là cái sự bố thí của người nghèo như vậy đó, thì nó hơn cả cái sự bố thí của một người giàu có. Bởi vì người ta giàu dư tiền dư bạc, cho nên họ cho rằng cái sự bố thí đó, cái sự bố thí của người giàu nó không bằng sự bố thí của người nghèo. Thì như vậy, trong cái câu thảo luận số 1 là phải chăng bài kinh này dạy rằng chỉ có người nghèo bố thí mới có phước nhiều? Đó là nội dung của câu hỏi, xin được xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng Quan Hỷ trình bày ý nghĩa này cho hội chúng. Xin mời thượng tọa. Dạ. Này sư phụ điều hợp thì nó cũng hơi kỳ, nhưng mà thấy sư phụ cầm mic rồi thì sư phụ phải hỏi thôi, để tụi con trả lời xong rồi con hỏi lại sư phụ trả lời. Thì thật lòng thì mình nói rằng cái bố thí là cái tâm thí, vật thí và đối tượng thí, có ba điều. Cái việc bố thí đó chúng ta phải nhớ là vật thí, tâm thí và đối tượng thí. Như vậy thì bây giờ một cái người nghèo họ có thể bố thí vật thí đó. Chúng tôi nói thí dụ như đi vào một người nghèo quá đó, thì ở trong cái bài kinh mà phân biệt cúng dường, Đức Phật ngài có nói về vấn đề mà có hai cái loại đại thí, có một cái loại đại thí mà người nghèo có thể cúng dường được. Đó là gì? Mình có một phần ăn thôi, nhưng mình vô chùa đó thì có đông chư tăng lắm. Có đông chư tăng ở trong chùa rất là đông, thì mình có thể cắt bạch với chư tăng là không muốn cúng dường tăng, nhưng mà có phần thôi. Chư tăng sẽ cử một người đi nhận, thì mình gọi là cúng dường tăng. Thì chỉ có một cách đó thôi quý vị. Còn lại các cái cách kia đó thì phải là người giàu có mới cúng được. Ví dụ giờ cúng dường Đức Phật và chư tăng, Đức Phật và tăng ni, mà cúng dường hết thì tất nhiên phải có nhiều vật rồi, đúng không? Có nghĩa là bây giờ nếu mà cúng dường 500 vị tỳ khưu với Đức Phật đó, thì phải có 500 phần ăn với Đức Phật nữa. Như vậy là 501 phần, ví dụ vậy. Hay là cúng dường Đức Phật và tăng ni trong cái thời kỳ của Đức Phật để gọi là đại thí đó. Thì rõ ràng trong các cái loại đại thí đó mà Đức Phật ngài phân biệt đó, thì có một cái loại mà người cư sĩ có thể cúng được nghèo á, mà có tâm á, là có một phần vật thực thôi. Nhưng mà vào trong chùa nói rằng con muốn cúng dường tăng bảo, chứ tăng cử một người đi thì cũng gọi là cúng dường tăng. Nhưng mà còn lại tất cả các cái cách kia đó đều là cúng dường phải có vật thí. Có nghĩa là có tăng ni đông thì phải có vật thí nhiều. Chứ không có thể nào nói là chư tăng 500 vị mà ăn có một phần ăn của một người nào đó cúng dường như vậy là đủ chư tăng ăn, không phải vậy quý vị. Như vậy thì rõ ràng trong cái bài kinh này đó
thì chúng ta hiểu vật thí, tâm thí và đối tượng thí. Như vậy vật thí là cái gì? Vật thí là bây giờ mình cái vật chưa tăng là phải ăn vật thực đúng không? Thì vật thực đó có ít hay nhiều? Nếu mà nhiều thì mình cúng dường theo nhiều vị, ít thì mình cúng dường theo ít vị. Mà không thể nào mình nói là mình cúng dường một người mà bằng 1.000 người được, đúng không? À, tại vì vật thực mình có một người ăn no thôi, làm sao 1.000 người mà ăn cái vật thực một người được, đúng không? Thành ra chúng ta phải hiểu được cái trong cái bài kinh này thì cái tâm thí là cái vấn đề ở trong bài kinh có nói. Ví dụ như Đức Phật nói về vật thí là tâm thí. Thì bây giờ chúng ta phân biệt hai nữa. Có nghĩa là tâm thí đó thì cái người nghèo á, họ bố thí thì nó hơi khó hơn cái người giàu. À, cái người giàu vì họ giàu, họ có nhiều vật thực, họ đem bố thí dễ. Còn cái người nghèo đó, nói về tâm thí đó thì họ phải có cái hiểu biết nhiều rồi họ đem bố thí mới được. À, nếu mà nói về tâm thí đó thì có thể mình nói rằng cái người nghèo á, họ phải được nghe pháp, họ phải có trí tuệ, rồi họ có thể lúc đó họ làm đó thì họ phải vững mạnh để họ dứt, nên cái tâm thí họ mạnh. À, mình đồng ý cái này là ý là quý vị. Nhưng mà nếu một cái người giàu mà họ cũng có cái tâm cũng hiểu biết, họ cúng dường chưa tăng với đại thí như vậy đó, thì cái người cúng dường một phần bậc thí đó thì không thể nào bằng một cái người giàu mà họ cúng dường 1.000 phần bậc thí được. À, nếu mà nói về tâm nó cũng vậy thôi quý vị. Tại vì quý vị biết rằng cái sự dứt bỏ của người nghèo đó, họ với một phần bậc thực đối với họ là khó. Nhưng mà nếu người giàu họ dứt bỏ 100.000 phần bậc thực như là ông Cấp Cô Độc và Vi Sư Kha, nó cũng khó quý vị. À, nó cũng khó như thường. À, chứ không phải là nó không khó. Tại vì thường thường quý vị mình nói một phần, người ta tới 100.000 phần thì tất nhiên nó nhiều hơn rồi, đúng không? 100.000 phần thì nó cũng nhiều tiền, mà người ta muốn bỏ ra thì người ta cũng phải có cái sự suy nghĩ. Ừ. Nên nếu mà chúng ta phân biệt về phần tâm thí đó, thì cái người mà nghèo khổ đó, họ bố thí một phần vật thực là khó, thì đồng ý, cái này chúng tôi đồng ý. À, còn về đối tượng thí đó, thì giờ cúng dường cho ai? Nếu mà tất cả cái người giàu hay người nghèo mà cúng dường cho Đức Phật hết á, cúng dường ít cũng nhiều nhiều đó, thì cái người mà cúng dường nhiều và cái tâm mà cũng tương ứng với cái người nghèo cúng dường như vậy, thì cái người cúng dường nhiều thì cái phước họ nhiều hơn. À, mình phải khẳng định như vậy. Tại vì cái vật thí, đối tượng thí là Đức Phật, thì giờ cúng dường cho Đức Phật, ai cúng dường Đức Phật, cúng dường cho Đức Phật hết, người này cũng cúng dường cho Đức Phật, người kia cũng cúng dường cho Đức Phật. À, như vậy á, thì mình nói ví dụ người nghèo đi, họ vô họ có thể cúng dường cho Đức Phật một chén cháo thôi. À, thì cái người giàu họ cúng dường nguyên bữa trai tăng và Đức Phật ăn đầy đủ. Nếu mà đem so sánh ra đó để mà có cái kết quả đó, thì rõ ràng cái người mà họ giàu họ đem cúng dường cho Đức Phật ăn đủ một bữa đầy đủ á, à, thì là có phước nhiều hơn. Tại vì cái người kia nghèo họ có một chén cháo cúng dường cho Đức Phật chén cháo thôi, thì cái tâm họ cũng vậy. Nhưng mà nói về cái vật thí đó thì rõ ràng cái vật thí họ quá ít. Cái vật thí quá ít giống như vậy, chúng ta nghĩ đi. Đồng ý là chúng ta đem một ít hạt lúa vô miếng ruộng tốt chúng ta gieo. Nhưng một người đó họ cũng gieo miếng ruộng tốt nhưng họ nhiều lúa giống. Thì tất nhiên là họ phải có thu hoạch nhiều hơn rồi. Quý vị đồng ý không? Quý vị đồng ý không là tùy quý vị, mà chúng tôi cũng thí dụ rõ ràng. Ví dụ một người họ đem một nắm hạt lúa vô miếng ruộng tốt họ gieo. Một người kia đem một thúng lúa vô miếng ruộng tốt gieo, thì tất nhiên là không thể nào nói rằng cái người mà đem nắm lúa mà nó trở thành hơn cái người đem một thúng lúa gieo miếng ruộng tốt gieo. Là ý chúng tôi muốn nói rằng vật thí và cái đối tượng thí là Đức Phật hết hay là chưa tăng hết. À, như vậy nếu mà chúng ta phân biệt rõ ràng đó, thì chúng ta thấy rằng cái người nghèo đó họ bố thí. Nên ở trong đây Đức Phật nó có 4 hạng người, mà 2 hạng người Đức Phật khen đó là từ bóng sáng đi đến bóng sáng, là cái hạng người Đức Phật khen trước. Rồi cái người hạng người thứ hai là cái người từ bóng tối đi tới bóng sáng. Cái người từ bóng sáng đi tới bóng sáng là gì? Người này sanh ra làm người giàu sang, đẹp trai, đã có của cải tài sản nhiều, nhưng mà người này bố thí cũng dường hào phóng. Đó là Đức Phật khen cái hạng người từ bóng sáng tới bóng sáng. Cái hạng người từ bóng tối đi tới bóng sáng là người này sanh làm người nghèo khổ, đen đúa, thấp lùn, tài sản ít, của cải ít, vật thực ít mà đem ra bố thí, thì Đức Phật cũng khen. Tại vì người này ít, vật thực ít thì cũng đem bố thí, thì Đức Phật cũng khen chứ, là người từ bóng tối ra bóng sáng. À, thì nói phân biệt như vậy thì nó rất là rõ ràng quý vị, không thể nào nói rằng tôi đem một chén cơm cúng dường mà bằng người kia đem một xe rùa, một xe hơi cơm đi cúng dường mà hai người giống nhau, nó không thể nào nói vậy được. Tại vì có đem chén cơm cúng dường cho vị tỳ khu ăn thôi, còn một người đem xe hơi cơm cúng dường cho hết ăn chúng ăn, tất nhiên là người đó phải phước nhiều rồi.
vật thí nhiều, phải không? À, tâm thí và đối tượng thí. Tâm thí mà hai người cũng có cái tâm giống nhau thì cái đối tượng thí là nhiều tăng chúng, mà người này có một người thôi. Và chúng tôi cũng phân biệt trong bài kinh phân biệt cúng dường rồi đó. Cúng dường á, cái người nghèo chỉ có cúng dường chưa tăng được một cách cúng dường đại thí thôi. Là trong chùa chưa tăng nhiều, mình vào mình tác bạch cúng dường tăng, mà chưa tăng cử một người đi tới nhà mình nhận vật thí, đó là cúng dường đại thí. À, đó trong bài kinh phân biệt cúng dường rõ ràng. Nếu quý vị cứ nghi ngờ cái gì thì quý vị cứ hỏi ngài Thượng Tọa Thầy Siêu, đúng không? À, ngài trưởng lão trong đây ngài có cái sự chứng minh rõ ràng. Còn về các cái loại thí kia đó thì phải là người có của cải tài sản mới bố thí Đức Phật và Chư Tăng được, chứ không thể nào mà đem một phần cơm cúng dường cho tăng chúng được. À, chúng tôi nghĩ rằng á, cái việc mà Đức Phật khích lệ đó là để cho một cái người biết cúng dường tăng, à, ở trong cái ý nghĩa là một phần vật thực mà cúng dường tăng, chứ không có cúng cá nhân tiễn thí, à, mà trở thành tăng thí. À, còn lại tất cả những cái phần kia đều là thí, là phải có vật thí nhiều mới thí được không à. À, để chúng tôi phân biệt rõ ràng như vậy. Như vậy thì trong cái câu hỏi này đó thì không, Đức Phật không phải nói cái người nghèo bố thí mà phước nhiều, không phải, không có thể nào chúng ta nói vậy được. Đồng ý rằng cái người này từ bóng tối ra ông sáng, là người này có cái tâm thí nghèo khổ đen đúa thấp lùn, vật thịt ít, của cải ít, nhưng mà người này đem bố thí, à, thì cũng được khen, cũng gọi là người từ bóng tối ra ông sáng, là hạng người mà Đức Phật khen. Chứ không thể nào nói rằng người từ bóng sáng đi tới bóng sáng đó là sanh làm người giàu sang của cải tài sản, rồi hộ trì tam bảo đầy đủ, cúng dường chư tăng thập phương, thì không thể nào nói rằng hai cái người này giống nhau được, không thể nào. À, về phần vật thí, tâm thí và đối tượng thí, đối tượng này là nhiều người, à, vật thí này là nhiều vật thực, tâm thí là đến đại chúng. À, thì rõ ràng là phân biệt như vậy thì quý vị đã thấy rõ ràng rồi. Thì không thể nào ở trong cái bài kinh này Đức Phật hay là chư thiên bị nào đó mà nói đúng pháp, mà nói như vậy thì cũng chưa phải hoàn toàn, nhưng mà có nghĩa là cũng đáng khen cái người này từ bóng tối tới bóng sáng, sanh làm người nghèo khổ đen đúa thấp lùn xấu xí, tài sản ít của cải ít, mà biết bố thí cúng dường, người này được khen, được khen, được Đức Phật khen, gọi là người từ bóng tối tới bóng sáng. Nhưng mà không thể nào bằng người từ bóng sáng tới bóng sáng, là người thì sanh ra làm người đẹp trai đẹp gái, của cải tài sản hào phú, à, hào sản, cúng dường đến tăng chúng đông, thì không thể nào mà có thể hơn được. Thì ở trong cái câu thảo luận số 1 đó, thì con xin chia sẻ như vậy. À, con cũng chia sẻ rồi, bây giờ có lẽ là con hỏi câu số 2 để sư phụ trả lời. Con nói thì có lẽ là chỉ vậy thôi, chứ còn sư phụ thì sư phụ sẽ nói nhiều cái lý nghĩa hơn nữa, nên con cũng xin trả lời cái câu thảo luận số 1 như vậy thôi. Bây giờ thì con Thượng Tọa Thầy Siêu đang nói rồi, con ngừng nghe. Hello, vậy là bây giờ con đang nói phải không? Con thấy hai tiếng nói nên con không biết là giờ con nói quý vị nghe hay là quý vị, hay là người Thượng Tọa Nhất Đẳng nói các vị nghe, nên con phải thả mic. Vậy bây giờ con xin hỏi sư phụ Thầy Siêu là trong cái bài học này và Thượng Tọa Nhất Đẳng soạn cái câu thảo luận số 2 đó là thế nào là bố thí hợp thời, hợp theo lẽ đạo, vật thí theo hợp theo lẽ đạo. Con thỉnh sư phụ Thầy Siêu trả lời cho cái câu thảo luận số 2. Anh là một của thầy. Xin cảm ơn Thượng Tọa Pháp Đăng. Kính thưa quý vị, ở trong cái bài tác bạch cúng dường thực phẩm mà luật cư sĩ có đề cập đến, kính bạch chư Đại Đức Tăng, những thực phẩm này của chúng con làm hiệp theo lẽ đạo,
Pindapato Thamniko được cũng hợp theo lời đạo Thamnika Lattho. Chúng con xin cúng dường những thực phẩm này đến Chư Tăng, vân vân. Ở đây cái chữ Thamniko được gọi là bố thí hợp theo lời đạo. Thamnika Lattho là vật thí cũng hợp theo lẽ đạo. Có những người cư sĩ khi mà họ làm bài trai dẫn kinh đó, thì vì cái bản dịch trong cái bản của ngài và Thượng Hộ Tông thì để là hợp những thực phẩm này của chúng con làm hiệp thế đạo lễ đạo. Được cũng hợp theo lễ đạo. Cái người ta tưởng đâu là thiếu, cái người ta nói được cúng theo lễ đạo. Được cúng hợp theo lễ đạo. Cho nên chữ cúng mà họ sửa thành chữ cúng, được cúng. Thì thưa quý vị, tất cả những cái điều đó chúng ta cần phải hiểu cho nó đúng trường hợp, đúng từ. Chữ Pindapato Thamniko tức là những cái thực phẩm hợp theo lễ đạo hay là bố thí hợp theo lễ đạo, như Thượng Tọa Pháp Đăng nói khi nãy, tức là nó ảnh hưởng đến cái tâm thí, cái vật thí và đối tượng thí. Khi chúng ta bố thí đúng pháp á, chữ hợp theo lễ đạo có nghĩa là đúng pháp Thamniko. Thì bố thí hợp theo lễ đạo là chúng ta bố thí đúng theo luật của người cư sĩ. Cái cách mà chúng ta bố thí như là những cái cách mà cúng dịch chúng ta cúng dường tận tay, bởi vì vị tỳ kheo không có ăn những cái thức ăn mà người ta chưa cho đến tận tay. Và do vậy như khi mà chúng ta bố thí là chúng ta phải tự thân cúng dường đến khi mà Chư Tăng thọ nhận bằng bát, hay là Chư Tăng dịnh cái bàn mà quý vị cúng dâng, thì những người là bố thí hợp theo lễ đạo. Mà nó còn có cái nghĩa nữa là khi mà bố thí mà chúng ta gọi là trai tăng, cúng dường đến tăng, thì ngay khi đó tâm của vị thí chủ
là chỉ tác ý, dù cho một vị tỳ kheo thọ nhận, chúng ta cũng tác ý, đó là đại diện cho tăng, kể như là cúng dường đến tăng rồi. Còn nếu như chúng ta đi thỉnh 100 vị tỳ kheo trụ trì mà chúng ta quen biết, chúng ta có sự lựa chọn thỉnh vị trụ trì này, trụ trì kia, trụ trì đó đi đến để chúng ta cúng dường, mặc dù đông đảo các vị tỳ kheo như vậy, nhưng mà tâm của vị thí chủ còn Bukkalika đa năng, tức là cá nhân tuyển thí, thì như vậy là cúng dường không hợp theo lẽ đạo, không hợp pháp. Cho nên cái sự cúng dường mà gọi là cúng dường tăng đó, cúng dường đến tập thể rồi sang cách đa năng, thì cái sự cúng dường đó chúng ta phải tác ý là cúng dường đến tăng. Khi chúng ta đến chùa, chúng ta cầu thỉnh trai tăng ngày mai, chúng ta bạch với cái vị trụ trì ngày mai cho chúng con cung thỉnh hai hay ba vị tăng đến nhà để cúng dường, thì chỉ thỉnh như vậy, không cần biết là vị nào sẽ đi, mà tùy theo chư tăng có cái sự bốc thăm. Gọi là rút thẻ, hồi xưa thì gọi là rút thẻ. Còn bây giờ gọi là bốc thăm. Chúng ta xếp giấy, chúng ta ghi vào đó. Rồi hệ các vị tỳ kheo bốc thăm được thì đi, hoặc là do cái sự chỉ định Niết Bàn Tăng Năng của cái vị Phật Tu Đi Sa Ca, chư tăng sẽ đề cử ra một cái vị tỳ kheo làm cái công việc Phật Tu Đi Sa Ca. Vị đó được Phật Tu Đi Sa Ca, tức là cái vị đó hãy có thí chủ đến thỉnh cho tăng, thì ở trong chùa cả trăm vị thí chủ họ chỉ thỉnh, cái khả năng của họ là 4 vị thôi, thì lúc bây giờ vị tỳ kheo có cái vai trò mà chư tăng gọi là Phát Tu Đi Sa Ca, thì vị tỳ kheo đó sẽ sắp xếp chỉ định cho 4 vị tỳ kheo theo lời yêu cầu của thí chủ, rồi tỉnh các vị đi đến nhà theo địa chỉ này với không? Thì 4 vị tỳ kheo đó đi đến nhà người cư sĩ, không cần biết là những vị đó là quen hay lạ, nhưng mà hãy tăng chỉ định đi đến thì mình có việc mình cũng chưa. Thì với cái tâm tư không chấp như vậy đó, thì được gọi là sanh khí cá đà nát, tức là bố thí đến tăng, bố thí với tinh thần tập thể, hay là bố thí đến hội chúng. Lại nữa, trong cái sự bố thí đó, gọi là bố thí hợp theo lẽ đạo, là người Phật tử chúng ta bố thí đầy đủ tâm tư. Tam tư là 3 cái suy nghĩ, 3 thời tác ý, 3 thời tác ý, 3 thời tư duy, tức là búp bá chịch buôn chân nạ chịt tà na búp bá chịt tà na, tức là tư tiền. Mùi chân ác chê tà na, tức là tự hiện.
và Aparapara Chetana là cư hậu. Khi mà chúng ta làm việc bố thí, chúng ta có cái sự tác ý suy nghĩ trước khi làm, có nghĩa là chúng ta ngày mai là phước thì ngày hôm nay chúng ta khởi lên suy nghĩ rằng thật là hoan hỷ, ngày mai này mình sẽ được làm phước cũng dường đến tăng chúng, vân vân, gọi là tư tiền. Đang khi bố thí, tự tay cũng dường đến chư tăng, có tâm hoan hỷ, ta đang làm phước. Rồi sau khi bố thí cúng dường xong, chư tăng thọ nhận, rồi người cư sĩ từ đó cho đến chiều có cái tâm hoan hỷ, nghĩ rằng hôm nay đã làm được việc thiện cúng dường đến chư tăng, gọi là tư hậu. Thì một người mà bố thí có đầy đủ tam tư như vậy đó thì được gọi là bố thí hợp thời, em gọi là bố thí hợp theo lẽ đạo. Khi mà người cư sĩ chúng ta là vị bố thí cúng dường hay là bố thí tế độ, chúng ta đều phải có đủ những cái yếu tố thì gọi là bố thí theo lẽ đạo, hợp theo lẽ đạo. Nhất là cái yếu tố gọi là đầy đủ tam tư. Chúng ta có sự suy nghĩ trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm. Thì như vậy, trong cái vế thứ nhất là bố thí hợp theo lẽ đạo. Còn trong cái thứ hai là vật thí hợp theo lẽ đạo, là được thành tựu đây với tham mắt samatí, đây với tham mắt samatí tức là thành tựu về cái vật thí. Cái vật thí ở đây đó, nó có nhiều cách. Thứ nhất là cái vật thí nó phát sanh được một cách hợp pháp do chính của cải của mình làm nên, không phải do trộm cắp mà có, không phải do sát sanh mà có. Nếu một người cố ý sát sanh, giết hại con vật, giết hại sinh vật, sinh mạng, rồi đem nấu làm thức ăn để đem cúng dường, thì cái vật thí đó là vật thí không hợp theo lẽ đạo. Ở trong cái bài kinh Chia Với Cát, Sư Tăng bài kinh nói về dinh Lý Chia Với Cát đó, ở trong cái Trung Bộ Kinh, thì Đức Phật Ngài có đề cập đến chỗ này. Nếu mà người cư sĩ sát sanh rồi lấy cái vật sát sanh đó để cúng dường thì cái đó gọi là phi công đức chứ không phải là công đức. Và ở đây thưa quý vị, lại một cái ý nghĩa khác nữa là cái vật thí hợp theo lẽ đạo, là khi chúng ta bố thí cái vật gì, nếu cái vật đó chúng ta vừa lòng mà chúng ta dứt bỏ được thì chúng ta đem bố thí thì cái đó nó mới tốt. Cái vật gì mà chúng ta thích ăn mà chúng ta đem ra bố thí thì cái đó mới là tốt. Còn có những người cái gì mà họ chán, họ chê, họ mới bỏ ra để đi bố thí,
thì như vậy cái vật thí đó xem như là cái đồ quăng bỏ. Cái vật thí gì mà cái gì mà hứa rồi ăn không có hết, thừa mứa đáng đem đổ bỏ rồi mới lấy đem bố thí, thì như vậy cái sự bố thí đó, cái vật thí đó là nó không hợp theo lẽ đạo. Lại nữa, ở đây có những cái vật thí mà nó không hợp theo lẽ đạo, không hợp pháp đó, là được Đức Phật Ngài xác định. Thí dụ như bố thí người nữ đến cho người nam, hay là bố thí người nam đến cho người nữ, hoặc là bố thí thu cái đến thu đực đến thu cái, hoặc là bố thí tranh ảnh khiêu dâm vân vân, thì cái đó là gọi là cái vật thí không có hợp thể đạo. Hay là bố thí những vật gì mà nó phi thời, cái vật thí đó không hợp theo lẽ đạo. Thí dụ như những cái thực phẩm nào mà Đức Phật Ngài cho phép gọi là gia qua ca đức cát, tức là những vật thực ăn trong thời mà mình đem mình bố thí vào lúc phi thời, thì cái vật thí đó gọi là vật thí không hợp theo lẽ đạo, vân vân. Thì những cái này đó theo luật của cư sĩ gọi là vi hi vi đa giá, những cái luật cư sĩ đó, người cư sĩ chúng ta cần sự nam cần sự nữ chúng ta học để chúng ta biết chúng ta nên muốn làm sao cái vật thí chúng ta nó phải hợp theo lẽ đạo. Có những người cư sĩ họ rất kỹ, sau khi họ học luật họ biết á, thí dụ như buổi sáng họ có thể đem trái cây, họ đến họ cũng tự tay họ dâng đến tận tay của vị kheo, nhưng mà vào buổi chiều họ đem trái cây vào chùa đó để ngày mai chứ cúng dường chư tăng, thì họ biết là buổi chiều cái này là không, cái vật thí không hợp theo lẽ đạo, cho nên họ mới đem để vào trong tủ lạnh để một nơi chưa có dân, chưa có dân cúng, họ để vào tủ lạnh ở trong chùa, rồi dặn cái người hộ tâm ở trong chùa hay là người hộ độ trên chư tăng đó, dặn rằng những cái trái cây này, những cái thực phẩm này có đem vào giờ này để dành ngày mai nhờ cúng dường đến chư tăng vân vân. Thì như vậy những cái vật thí đó, nếu như mà bị tỳ kheo thọ trong lúc này thì vật thí này là vật thí không hợp thời, cái vật thí không hợp thời mà ngày mai đem dân thì đó là vật thí hợp thời. Thành thử đưa ra cái sự bố thí đó cũng hợp, phải hợp theo lẽ đạo, và cái vật thí cũng phải hợp theo lẽ đạo, thì như vậy chúng ta mới được phước báo. Thật ra ở đây đó thưa quý vị, thể chúng ta tác ý cho thì đều có phước, nhưng khi mà bố thí mà nó không có hợp theo pháp, nó không đúng pháp, thì cái sự bố thí đó nó lại không làm cái thường cận y duyên trợ cho thiện phát sanh được mạnh mẽ. Thế cho nên khi chúng ta làm cái việc đó thì nó lại kém phước. Còn cái vật thí mà hợp theo lẽ đạo đó thì cái vật thí đó nó trở thành cái cảnh duyên trợ cho tâm thiện nó phát sinh mạnh mẽ,
Còn nếu như không hợp tới là đạo thì vật thí đó nó lại trợ cho tâm bất thiện sinh khởi. Vì vậy cho nên nó lại không có phước. Chứ cái sự bố thí không phải là đợi đến cái gì mà nó đắt giá, nhiều tiền hay là quý trọng mới gọi là có phước. Vì Đức Phật đã dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ có đoạn người nói rằng: này các tỳ kheo, ví như nước rửa chén, rửa bát, nếu đem đổ một người, họ đem đổ trên mặt đất, họ có tác ý rằng với cặn bã vật thực này, một số sinh vật ở đây được sống còn, chỉ nghĩ như vậy cũng còn có phước, huống hồ chi là sự bố thí này các tỳ kheo. Cho nên khi mà chúng ta bố thí những cái thức ăn ngon lành, hay là bố thí những cái thức uống ngon lành, thì như vậy còn nó cũng có phước. Vì rằng khi mà chúng ta đổ vật cặn bã vật thực để bố thí cho loài bằng sanh ở trong đất đó, trong cái chỗ đó, mà chỉ nghĩ như vậy thôi, tác ý như vậy cũng có phước, huống hồ chi là sự bố thí. Thì do đó cách nào chúng ta bố thí cũng có phước cả. Nhưng mà bố thí mà hợp theo lẽ đạo và vật thí hợp theo lẽ đạo thì nó sẽ có phước hơn. Thì đây là những điều mà chúng tôi xin được trả lời trong cái câu thảo luận số 2 như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sau khi kính chào các thầy sư, thưa quý vị, chúng tôi rất tiếc là hôm nay bài kinh rất là quan trọng, nhưng mà rồi tôi là đang đi trên đường, xin quý vị rất mạng nhưng mà thật ra chúng tôi không có theo được. Nhưng rất là mong mỏi rằng quý Phật tử sẽ đọc lại bài kinh này và theo dõi cái điểm chính mà bài kinh được đề cập đến. Như chúng ta thấy phần đầu đó, thì những vị thiên đến bạch với Đức Phật. Những vị thiên này có những cái ý kiến, có những ý nghĩ rất là hay, Đức Phật này cũng đồng ý. Nhưng mà ở trong đó có một vài vấn đề bất cập. Điều mà các vị thiên này nói rằng những người mà keo kiệt, thì chúng ta nhớ ở đây cái chữ sang tham, tại vì chúng tôi không có được nghe thì còn tự nguyện giảng đó. Tại nên chúng tôi không biết là thì đó có nói rõ cái chữ sang tham á, là đông chữ Hán chữ sang tham là keo kiệt bổn sản. Nhưng mà những người mà không có hiểu rõ cái chữ sang tham đó thì hiểu là sang tham là một thứ tham. Dạ, nhưng mà trong Thắng Pháp á, thì cái sự bổn sản nó là một thuộc về sân phần. Dạ, bổn sản thuộc về sân phần, chứ bổn sản không thuộc về tham phần. Chúng ta phải nhớ rõ như vậy. Thật ra chúng tôi biết là cái chữ sang tham nghĩa là bổn sản, nhưng mà chúng tôi rất tránh xài cái chữ sang tham. Dạ, bởi vì nếu quý vị nghe không khéo đó, quý vị thì hiểu lầm là sang tham có nghĩa là liên quan đến lòng tham. Nhưng mà sang tham ở đây là cái sự khó chịu khi mà mình sợ người khác lấy bớt đi cái của mình. Dạ, gọi là sang tham thì nó thuộc về sân phận. Điều đó quý vị nhớ. Và ở đây có một vị thiên nói rằng, dạ, cái người sang tham á, dù cho họ giàu đến đâu đi nữa thì họ cũng rất ít bố thí. Mà cái người tâm rộng rãi, dù họ nghèo, họ có ít nhưng mà họ vẫn bố thí. Thì một vị những thiên khác ca ngợi rằng do cái người nghèo mà họ dám cho đó, gọi là cho cái khó cho, thành ra họ thành tựu được nhiều công đức. Và bởi vì họ đạt được một điều là cho cái khó cho. Và những người keo kiết ấy, thì họ lại bị một vấn đề là họ sợ là họ sẽ đối khổ, đối kém. Nhưng mà chính sự keo kiết là cái nhân làm cho họ đối khổ, đối kém. Đây là vấn đề mà chúng ta thấy vị tiên nói cũng hay. Là cái người keo kiết thì cái tâm lý là sợ nghèo khổ, sợ mình cho đi, tức là mình bị bớt đi, mình bị nghèo đi. Nhưng mà cái nghèo, cái người chính cái tâm trạng keo kiết làm cho người nghèo đi, cái đó chúng ta phải để ý. Và
Và rồi có một cái so sánh của một vị khác đó, là cả hàng ngàn người ở trong này, đó hàng trăm ngàn người bố thí với hàng trăm ngàn người vật thí, hàng trăm ngàn người bố thí với hàng trăm ngàn vật thí, không bằng một phần nhỏ của một người nghèo mà biết bố thí. Và cái đó chúng ta để ý, đó là sự so sánh của vị thiên. Và khi những điều này nói lên Đức Phật thì Đức Phật nói rằng các vị nói cũng đúng đó, nhưng mà có những điểm Đức Phật Ngài nói khác đi một chút. Và Ngài nói khác đi, Ngài nói rằng, điều mà Ngài dạy rằng là cái người mà giàu có đó mà bố thí, thì trong cách bố thí thường là, để quý vị có thể chờ chút xíu, đủ sắc này. Dạ, điều chút. Dạ, những quý vị có thể. Phải tới nữa mới đổi. Quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Trong khi chờ đợi, chúng tôi nhắc quý vị là chúng ta phải để ý cái cách nói của Đức Phật. Đức Phật trả lời là các vị nói điều hay, nhưng mà trong cái lời dạy của Đức Phật đó, lại có những cái bổ túc rất là quan trọng. Và bổ túc rất là quan trọng. Thật ra thì nãy giờ chúng tôi có hỏi được để 77045 được. Chúng tôi hỏi Đại Đức Tỳ Siêu mấy lần mà chúng tôi không được nghe Đại Đức Tỳ Siêu nói rõ, đó là ở trong cái bài kinh này, nếu mà quý vị nghe mà không có khéo nghe đó thì dễ hiểu lầm là chỉ có người nghèo mới bố thí mới có phước mà nhiều, còn người giàu bố thí phước ít. Cái này là cái hiểu lầm rất là quan trọng. Tại đó chúng tôi hỏi sư Tự Tri mấy lần mà sư Tự Tri nói, chúng tôi không biết sư Tự Tri nói cái gì. Nhưng mà chúng tôi nhớ rằng quý vị Phật tử nên để ý câu thảo luận số 1 mà hồi nãy chúng tôi không biết là Thượng Tọa Tự Siêu có hỏi không, và Thượng Pháp Đăng có trả lời câu đó hay không. Thì điều mà chúng tôi muốn nói ở tại đây đó là chúng ta phải rất là cẩn thận trong bài kinh này. Nếu một người đọc không khéo á, đọc không khéo thì tưởng đâu là Đức Phật và các vị chư thiên đều nói rằng cả hàng trăm ngàn người bố thí với hàng trăm ngàn vật thí thì cũng không bằng người nghèo mà bố thí. Và mình hiểu như vậy là hiểu sai. Ở đây Đức Phật Ngài muốn nói rằng nếu mà người nghèo mà dám bố thí ấy, thì cái bố thí đó gọi là bố thí theo pháp, là bố thí một cách hợp đạo. Chúng ta nhớ rằng cái bố thí một cách hợp đạo, cái này là quan trọng lắm. Và bố thí một cách hợp đạo. Còn nếu là mình giàu có, nếu mà mình giàu có mà trong sự bố thí của mình nó có tất cả là ép uổng, là bức bách người khác, hay là trong cách bố thí của mình đó nó có tính cách làm tổn thương người khác đó, thì cái bố thí đó không có phước bằng người nghèo. Chúng tôi lấy ví dụ là đôi nghèo họ chỉ cúng dường một nắm xôi đến chư tăng thôi, thì cái nắm xôi đó là cái tâm rất là trong sạch, rất là thuận pháp, rất là hợp pháp. Nhưng mà có những người giàu họ tổ chức một cuộc đại bố thí, mà trong cái sự bố thí đó là họ mắng nhiếc, họ la ó, họ chỉ trích người này, họ nói xấu người kia, thì cái bố thí đó dù cho nó lớn nó nhiều đi nữa thì không bằng người nghèo. Ở đây chúng ta phải hiểu cái điểm rất là vi tế, rất là tế nhị mà dạy rằng thông thường những người giàu đó, thí dụ những người có tiền, thì họ đòi hỏi bố thí phải hoàn hảo, họ đòi hỏi cái bố thí của họ nó phải theo cái danh từ bây giờ gọi là hoành tráng. Và do cái sự đòi hỏi như vậy đó thì thường khi đó họ lại không nhớ, không biết, không cảm thông được những người khác. Chúng tôi lấy ví dụ là có những người rất là giàu, như BSC, bố thí thì đưa cho người khác bố thí chứ mình không tự tay làm. Hay là có những người tự tay làm nhưng mà họ lại có vấn đề đó, là họ hay la rầy, họ nói người này kia. Quý vị thấy thường thường đó, là có những người họ cũng một số ít, nhưng mà kính rất là tâm trong sạch, rất là thuần. Thì họ được cái phước là cho cái khó cho. Nhưng mà khi mình có nhiều tiền á, đôi khi mình nặng phần hình thức, đôi khi á, mình đòi hỏi những người chung quanh mình nhiều hơn. Và do vậy á, mình lại không được cái bố thí phần. Chúng ta phải để ý về kinh này. Thật ra thì mỗi một câu này của vị thiên đó đều có những điều mà chúng ta phải bàn. Và cái câu kệ của Đức Phật khác với câu kệ các vị thiên thế nào, cái đó là cái chúng ta phải chú ý. Và bài kệ này đặc biệt rất là quan trọng đối với tất cả chúng ta. Tại vì sao vậy? Là ngày xưa đó thưa quý vị, ngày xưa người ta hay bố thí trực tiếp. Thí dụ như đi trên đường thấy vị tỳ kheo đi khất thực, mang thực phẩm đến chùa, thì chuyện đó rất là bình thường, nhưng mà cái tâm rất là trong sạch. Bây giờ đó
chúng ta có tiền, chúng ta có phương tiện, và cái bố thí chúng ta đôi khi rất là hời hợt. Thì tôi nghĩ là mình bố thí nhiều tiền là nhiều phước, nhưng mà mình không đặt lại vấn đề là trong cái bố thí nhiều tiền của mình á, là mình có làm hợp cách không, mình làm có bằng cái tâm chuyên chú hay không, hay là mình làm bởi vì ví dụ như vậy là có những người mà họ nói tôi trúng số rồi tôi mới tôi sẽ làm này làm kia. Thật ra cái câu mà nói là tôi trúng số rồi tôi sẽ làm này làm kia đó, nó chỉ là một biểu thị cho mình thấy rằng mình quan niệm là bố thí nhiều tiền thì mới có phước. Không phải, nếu mình trúng số mà mình ví dụ mình trúng số 200-300 triệu mà mình bố thí 1 triệu đô la thì thật ra không có phước nhiều bằng cái người mà đi làm lương 5-7 đồng một giờ, nhưng mà họ dám cho ở cái mức độ trong cái khả năng của họ. Thành ra ở đây ý của Đức Phật, ý của các vị chư thiên và của Đức Phật dạy rằng cái người nghèo là cho rất là khó cho, làm cái khó làm, và chúng ta đọc cho kỹ, cho khó cho làm khó làm, thì cái phước báo của họ nó vẫn nhiều, mặc dù cái vật thí so với cái nhìn ở ngoài là ít. Và Đức Phật khi được vị chư thiên hỏi kỹ lại đó, thì Đức Phật Ngài mới trả lời, Ngài mới giải thích thêm rằng bởi vì cái người giàu có đó, đôi khi họ quá quan trọng về cái chuyện khác, mà họ không thấy rằng trong cái việc làm bố thí của họ đó, nó là phiền, tổn thương, bức bách người khác. Thậm chí thưa quý vị, có nhiều khi là trong một cái cuộc đại bố thí đó, thì có những người bị chửi, bị mắng, bị đánh đập bởi vì làm không như ý người chủ. Cái đó là cái phải để ý. Thành ra chúng ta phải hỏi một câu hỏi ở tại đây rằng câu trả lời của Đức Phật khác với chư thiên thế nào? Tại sao Đức Phật cũng đồng ý các vị chư thiên nói hay, nhưng mà Ngài lại phải nói thêm cái thêm của Đức Phật là cái mà chúng ta phải chú ý. Và khi vị thiên hỏi lại tại sao mà một cả hàng trăm ngàn người bố thí với hàng trăm ngàn vật thí mà cũng không thể so sánh với người nghèo bố thí nhỏ, thì Đức Phật Ngài có một lời giải thích, và lời giải thích đó chúng ta phải để ý. Thưa quý vị, có nhiều khi đó có những bài kinh rất là quan trọng, nhưng mà khi mà chúng ta nói đó, thì chúng ta nói chung chung, nói theo cái suy luận ý, mà chúng ta quên đi những cái điểm chính của bài kinh. Và do vậy khi mà chúng ta hỏi Đại Đức Từ Tri là câu số 1 đã được hỏi và được giảng chưa, Đại Đức Từ Tri nói lòng vòng chúng tôi không biết là có giảng chưa. Tại chúng tôi muốn nhắc quý vị một điều là, một là chúng ta phải hỏi lại câu trả lời Đức Phật có giống trả lời các vị chư thiên không, và cái khác biệt trong câu trả lời của Đức Phật đối với các vị chư thiên như thế nào về vấn đề bố thí, chúng ta phải hỏi. Những vị chư thiên nói không phải là không hay, nhưng mà điều mà Đức Phật Ngài giảng đó, nó có những điểm rất là tế nhị, và Đức Phật Ngài giải thích thêm đó, đó là điều mà chúng ta rất là cần lắm để chúng ta có thể hiểu thêm. Chúng tôi rất là sợ một điều là mình nhìn bài kinh, nhìn thoáng mình thấy ô cái chuyện nó hợp lý rồi mà không cần để ý đến. Thật ra chúng ta nhớ rằng đa số chư thiên nói chuyện là nói bằng phàm tâm, dù cho dù trí tuệ đi nữa cũng là phàm tâm. Và khi mà Đức Phật trả lời đó, thì có đôi khi cái câu trả lời của Đức Phật và câu trả lời của chư thiên chỉ xê xích một đôi chút thôi, nhưng mà cái đôi chút nó rất là quan trọng, thì chúng ta phải chú ý. Thì chúng tôi nhắc lại một điều như vậy là không phải trong bài kinh này dạy rằng chỉ có người nghèo bố thí mới có phước. Dạ, đừng nghĩ như vậy. Và không phải nói rằng những công cụ bố thí lớn như xây chùa to, Phật lớn của những người giàu có là những người kém phước, không phải như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta học Phật Pháp á, thì chúng ta hiểu rằng cái một trong những điểm mà khiến cho sự bố thí trở nên thù thắng á, mà ở trong bài kinh này có nói là cho cái khó cho, làm cái khó làm, cho cái khó cho, làm cái khó làm. Mình nghèo mà vẫn dám đem chia sẻ. Ở trong này có một hình ảnh rất là đẹp, đó là lữ hành. Ở trong cái chuyến đi của mình là một khách lữ. Quý vị biết cái người mà đi đường xa thì không thể mang vác theo nhiều đồ được. Và người đi hàng xa, đường xa thì thật ra cái gì mang vác có giới hạn. Dù là đi bộ, đi máy bay, đi tàu thủy cũng vậy, mang vác cái giới hạn. Và trong sự giới hạn đó đó, nếu mà chung quanh mình có những người đói, có những người kéo trong cơn hoạn nạn mà mình có đó, thì mình vẫn sẵn sàng mình chia. Cái hình ảnh đó rất là đẹp. Mình ở nhà mình chia thì có thể mình tìm lại,
mình ở gần chợ mình chia, mà trong túi có nhiều tiền, mình có tiền mình có thể tìm lại. Nhưng mà ở đây trong cái cách nói của vị chư thiên là một người lữ hành đang đi trên con đường, có nghĩa là cái mà mình có nó không có nhiều hơn bao nhiêu, có mình có nó không có phải là dư giả bao nhiêu, có khi nó là vừa đủ. Mình chia cho người khác có nghĩa là mình thiếu. Thì có những người đó họ lựa chọn là thôi, mình có mình cứ giữ riêng mình. À, trong cái thí dụ bài kinh này, cái đó là thí dụ mình cần ghi nhớ, là có thể là mình có mình ghi riêng mình. Nhưng mà rồi thưa quý vị, cái người khách lữ hành đó tuy rằng đang trên đường đi, mặc dù cái mà mình mang theo vừa đủ cho mình ăn, vừa đủ cho mình xài, nhưng mà thấy người khác cần thì cũng lấy cái phần của mình chia người khác. Thì sự bố thí đó gọi là cho cái khó cho, làm cái khó làm, và có cái kết quả thù thắng. Ở đây chúng ta nên hiểu vấn đề như vậy. Nếu chúng ta không khéo á, mà chúng ta nói ra ô Đức Phật ngài dạy là người nghèo có bị bố thí có kết quả hơn người giàu, chúng ta nói như vậy chúng ta xuyên tạc Đức Phật và chúng ta hiểu sai bài kinh này. Rất là quan trọng cái điểm này, là phải là điểm được nói đến. Sở dĩ mà có nhiều người nghèo như là một ông lão chỉ có cái khăn quấn trên người mà cúng dường cho Đức Phật mà đạt được cái phước thù thắng, là vì sao? Tại vì cái vải choàng vai đó, hai vợ chồng chỉ có một miếng vải thôi. Hai vợ chồng có miếng vải, hãy ông ra bên ngoài đó thì bà vợ phải nhường cho ông, và bà ra bên ngoài ông phải nhường cho bà. Nhưng mà khi nghe Đức Phật thuyết pháp thì nói thưa quý vị, ông nghĩ rằng mình nghèo vì kiếp trước không khéo tu, không khéo bố thí, bây giờ nên bố thí. Mà ông suy nghĩ như vậy cả gần hơn nửa đêm ông mới giờ ông bố thí được. Cái đó gọi là cho cái khó cho. Chứ thực sự người có tiền mà cho cả ngàn khăn tròn thì đâu có gì đâu. Chúng tôi thấy đôi khi có những người họ có nhiều tiền bên Mỹ qua Ấn Độ, họ bỏ tiền rồi họ mua cả hàng trăm hàng ngàn cái mền rồi họ bố thí. Họ về họ nói hoài, nhưng mà thật ra họ quá chú trọng đến cái số lượng là mình cho 300 người, 500 người, 1.000 người, 1.000 cái mền v.v. Nhưng mà chúng ta không có nói rằng chúng ta chú trọng so với khả năng của mình và cái vật mà mình bố thí, cái công việc bố thí đó nó có khó đến mức độ nào, và trong cái khó đó mình có dám làm hay không. Thành ra nguyên cả bài kệ này đó cho cái khó cho, làm khó làm. Và Đức Phật ngài cũng nhấn mạnh đến một điểm là khi mình cho một cách chân thành, mình cho trong cái sự khó khăn á, mà cho một cách chân thành á, thì đa phần, chúng tôi nói đa phần, cái cho đó nó lại hợp đạo, nó lại hợp với chân pháp. Còn khi mà mình giàu có mình cho đó, có khi cho vì danh, khi cho vì cầu toàn, có khi mình đòi sự là bố thí phải hoành tráng, phải đẹp, phải thế này kia. Chúng tôi thưa quý vị, đôi khi chúng tôi có coi một số phim ở trên YouTube đó, những người phật tử đó làm đi, mà họ làm lễ chư đi rất là long trọng, rất là trọng thể, họ chuẩn bị đủ thứ hết. Nhưng mà trong sự trọng thể đó, họ không phải chỉ làm khổ người thân của họ, mà làm khổ phật tử ở chùa, và ngay cả làm khổ chư tăng nữa. Tức là chúng tôi thấy có nhiều cái đám đó là đôi khi bắt chư tăng đứng sắp hàng chờ đợi dài, rồi người thân của mình phải làm này kia. Khi mà mình làm đó, mình không đọc bài kinh này. Khi mình đọc bài kinh này, mình sẽ hiểu được một điều rằng cho dù mình bố thí rất nhỏ, nhưng mà đó là cho cái khó cho và làm rất là chân thành, thì nó vẫn có phước hơn là những người làm một cách quy mô, và nói theo Việt Nam bây giờ là một cách hoành tráng. Nhưng mà trong cái làm đó thì nó nặng phần trình diễn, nó nặng phần hình thức, và nó không có đủ cái sự quan tâm đến cái đau khổ, cái khó khăn của những người chung quanh. Quý vị biết là chúng tôi gặp rất nhiều người, họ làm nhiều việc lắm, thấy họ lăng xăng, thấy họ rộn ràng, họ làm nhiều việc, nhưng mà trong đời họ chưa bao giờ họ hiểu được một điều rằng cái việc mà họ đang làm phước nó gây bao nhiêu cái phiền toái cho người khác, bao nhiêu cái khổ cho người khác, họ không biết. Và thì ở đây Đức Phật nói rằng những người đó họ thấy họ làm được nhiều đó, nhưng mà thực sự phước bao nhiêu hết. Nói thẳng như vậy, trong bài kinh này quý vị đọc lại cho kỹ, là Đức Phật chư thiên nói, mà Đức Phật cũng nói là có hàng trăm ngàn người cho với trăm ngàn vật thí, không bằng một phần nhỏ của một người tuy nghèo khổ mà dám cho, dám làm. Thì ở đây là tại vì cho cái khó cho, làm cái khó làm, và trong cái khó cho và làm khó làm đó không gây phiền não cho ai, không gây bức bách cho ai. Chúng tôi thấy thì bây giờ thời này nó có một điểm là người ta
quý vị còn nghe được không vậy? Thì thưa quý vị, chúng tôi muốn chỉ nhắc quý vị một điều rằng bài kinh này có nhiều điểm tế nhị và rất là quan trọng, liên quan đến sự bố thí. Và bố thí là cái gì mà chúng ta thường làm trong đời sống? Chúng ta thường quan niệm sai, chúng ta thường quan niệm không chính xác. Do vậy cái cách làm của chúng ta tuy rằng nó rõ ràng, tuy nó lăng xăng, nhưng mà nó lại không mang lại lợi ích, không mang lại kết quả, mà đôi khi nó mang lại cái tội nữa, mang lại cái quả nghiệp bất thiện. Thế nên chúng ta nên lưu ý về điểm này. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc bài học ngày hôm nay. Xin trên sư Tuấn Đức đã vào trong diễn giảng, đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Và thưa quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ có một chương trình đặc biệt nhân ngày kỷ dỗ của Hòa Thượng Tịnh Sự. Và Hòa Thượng Tịnh Sự, chúng ta có chương trình đặc biệt. Thì ngày mai này chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chi tiết chương trình. Bây giờ thì xin thân ái chào tất cả, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thay, chúng con thành kính tri ân tượng tòa Nhất Đẳng. Dạ, con xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp đã ủng trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Yang kim chi phu sa va ca ma ca pa pa ge ya ma ma ca ye na va ja ma na sa di da se su ca ta ca ta ye ta 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 ni lo a ti ye ya ta 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 ni lo ca ta bu ya pa va va ya ta pe pa ki pa va su te ye ta ca ta su li ta ke ta bu ya pa va ma ya ye ta ta Yeah.
tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, nhập đạo trong tiếng thề. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong điển thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong điển thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong điển thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong điển thành. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến